bắt cô. Em thích cô, đừng đồng thân cô. Cái tên vẫn liên nguyên ai mèo luồn thi thơ, tên nó là không đụng hàng mà biết chắc chắn, còn khách đổi avatar là không biết ai. Kỳ ta, mới chém nha. Vô nha mấy tình yêu ơi, chấm chấm xe chim xe ơi dùm cho em đi mấy chế ơi, chấm bài đầu vô mấy chế ơi. Lên một con hiệu VFU size M đẹp nhất nhói, size M 87 đổ về nha, mút liền luôn, mút liền size M 87 đổ về nha, hiệu VFU. Còn cả cặp tem cổ yếm nữa là 100k, 100k mã hiệu. Hiệu nay này size XS, người tầm ta 78 đổ về nha. Bé bé xinh xinh cho mấy chế 50k, 50k mã số 1. Em này size M, người 88 đổ về luôn. Người 88 đổ về size M màu tím tím, ngoài sau nè, khóa cài phía sau, 70k mã xanh. Một em kiểu cổ yếm nè, hiệu City Line size S, yếm lưới là rất mới nha mấy chế, 50k mã yếm đen. Cái con này nó có duyên với một người sao. Ngoài size S nè, à con này bị dính màu nhẹ nhẹ phía sau. Size S nha, ngực này 82 đổ về, ngoài sau chắc nó bị áp màu hơi xanh xanh nè, mới tinh luôn. Hiệu City Line, sale cho mấy chế con này 35k mã yếm. Màu
em hiệu size M, ngực này 86 đổ về. À, có quần hả? Quần thì có, nhưng mà tí xíu chị mới like mấy cái đó là hàng ít được người ưa chuộng. Like khúc xa size M nha, ngực 86, 87 gì đó cũng được, 87 đổ về đi, máy chế 50k, mã cài xong. Con này size M lớn, L nhỏ, bao che được 90 đổ về, mặt đẹp. Màu này rất là đẹp luôn. Đó. 60k, mã xanh đen. Cái khúc này đầu lô vô là lai chậm chạp. Size S. Size S cổ yếm nè mấy chế. Rất là xinh nha, 50k. Mã yếm cam, em có màu vàng size M đó. Rồi màu vàng size S thì CP line xanh đen cho chị Diễm Nguyễn yêu. Cái khúc sau là cái báo giá của em nó mới chết 60k, nó của Diễm Nguyễn. Rồi một con hiệu CP line màu vàng là mới chết size S nha, được 82 đổ về, 60k mã vàng. Này Diễm Nguyễn nhiêu? 60. Chất lượng hả? Con này size M lớn, L nhỏ, hiệu W. ML 90 đổ về, mặt đẹp nha mấy chế. Được 89 đổ về đi. Rồi cho mấy chế con này 45k, mã hồng. Rồi em dán dài size L nữa nè, 35k ML nha, 35k mã dài. Con này đẹp lắm, size XL mà bị áp màu một xíu nè, bị xíu đây nha, mới tin. Ngực này tầm 94 cho đến 98, 94 cho đến 98 nha, 35k, bị lên xíu nha. Mã 35, mã hồng, hồng 45 cho chị Diễm Nguyễn. Mỗi màu xanh này là size S, size S ngực 82 đổ về, size S ngực 82 đổ về, đẹp ghê không mấy chế, 80k, mã dây nhỏ, 35 cho áo cho Phương Lò Gạch. Rồi cái này cũng 35 cho chị Diễm Nguyễn. Đây màu vàng nữa nè, mà size S luôn nha, mấy chế 70k, mã dài, size S. Size S thì ngực 82 đổ về nha. Mấy chế coi cái ngực mình tầm bao nhiêu thì mình biết. Rồi con này size S mút liền luôn, 35k, mã lưới lưng. Này size S luôn, bỏ cái này ra cho nó hơn. Ngực 82 đổ về, mút liền mà trước có khóa nè, rất là mới nha mấy chế. 55k mã liền đen. Con này lưới lưng size L, ngực 90 đổ về, 50k mã lưới lưng. Cũng chưa có được. Em này size S thì 35 những mấy không? Size S nha. Ngực này 81 đổ về. Cái này là nó chặt ra nha, thì để nó hơi dính bụi xíu. Cho mấy chế con này 65k nha, nó dính bụi em xem. Nó yếm dài, dán rất tốt size M nữa nè mấy chế. Ngực 86 đổ về, mặt đẹp, 50k mã yếm, không có crop có tan. Ví dụ có đi có một cái thì mấy chế cũng không có chịu ship, nên là có cái gì thì em có em lấy ra em like. Cái này size M rất là mới nha mấy chế, 45k mã hồng mới size M. Màu em hút liền, hiệu nữa nằm ngoài sao nè. Size S lớn, M nhỏ, ngực 85. Để coi nó để size gì. Size M, M nhỏ thôi, 165 trên 90, ngực 86 đổ về. Yếm nè, yếm cho Nguyễn Việt Nhật 50. Rồi ghi cho chị Phương Lò Gạch một cái size M 50 yếm nữa. Ngực 86 đổ về, 87 cũng được nha. Đó, hiệu luôn. Cái này nó dập chữ nổi luôn nha mấy tình yêu. Lưới lưng phía sau nha, 70k mã liền đen. Cái nào size L mút liền. À, đúng rồi em quên. Rồi con này size M, ngực 87 đổ về, mút liền nè. Đó, hiệu Donyot,
75g họa tiết liềm đen 70 cho Dương Thanh. Rồi con này size L nhỏ luôn nha, ngực 90 đổ về, mặt đẹp dáng rất tốt. 70k mã dây, có quần có đồ đầy đủ nha. Mình lai áo trước cho nó gọn. Một con màu hồng này rất là mới, size M nhỏ 40k, 40k mã hồng. Phương Thanh hả mẹ? Phương Thanh kêu liền đen 70. Cái này Phương lò gạch nè, 75. Cái này mã hồng 40k nha, hồng đậm rất là đẹp. Này size L nhỏ, ngực 80 đổ về. Nó có cài mà kiểu rất là xinh nha mấy chế. Đó, kiểu như sao nè. Ngực 90 đổ về nha, ngực cầm 87, 90 là đẹp. Mấy chế 55k. Mã cài sau size S dáng rất tốt nè, mới khiếp luôn. Mút liền hả? Rồi cái nào mút liền em mới nói, còn không mút em không có nói cho mấy chế nên khỏi hỏi. Ủa quên rồi, cái nào mút liền với lại không mút thì nói, còn có mút bình thường là không báo. Tại vì nó cái mặc định nó là như vậy. Size S người 82 đổ về 80k mã hồng vàng. Size M, size M người 87 đổ về nha, 60k mã lá. Dương Thanh càng sau 55k. Dương Thanh chắc phải Phương Thanh. Dương, nãy giờ Dương mà. Con này L nhưng mà L nhỏ thôi, ngực 88 đổ về là mặt đẹp. 50k mở quay. Một em màu vàng size L. M lớn bông chen cũng được nha, ngực 87 đến 92. Cho mấy chế 60k mở vàng. Rồi em có một con kiểu nè, size S. S lớn M nhỏ ngực 84 đổ về. Ngực 84 đổ về cái hiệu đuôi gì chứ chả biết đọc. Cái hiệu này không biết đọc nha. Cho mấy chế 50k là mã đen kiểu nó vẫn còn chói nha. Chói hồng quang con. Một con kiểu lệch lệch vai size M. Này mặc sao? À. Con này size M nha, đó. Chéo chéo vậy nha. Ngực 87 đổ về. Rất là xinh mấy chế, 70k. Mã kiểu. Giờ quần nó nằm dưới áo hết rồi. Lên lỡ xíu. Hello thương biết. Con này hiệu Oiso là size XS. Cái eo tầm 65 đổ về là mặt đẹp nha mấy chế, eo 55 cho đến 65. Kiểu 70 cho Thùy Trang. Eo 55 đến 65 140. Chất này đẹp lắm, hiệu Oiso 140 mã loan. Size M. Size M eo này là 73 cho ủa quên. 69 đến 74. 90k mã sáng. Con này là chất cô tông nha, size L eo 74 cho đến 78. 74 78 80k. 80k. Mã xanh đen. Rồi con này là size với quên lộn, cái này của bé nha mấy chứ. Của bé nè. Của bé nha, 50k mã bé. Rồi size S nè, cái hiệu này luôn nè. Em này tầm 66 đổ về, 65 đổ về đi, 65 đổ về mặt đẹp nha, 55 đến 65 thôi. 110 mã loan. Mà này đẹp. Quần lỡ đây mấy chế, size S lớn, eo 67, 68 đổ về nha, 50k mã xanh. Mã xanh em có đùi 103 thôi mấy chế. Đùi không có theo yêu cầu nổi mấy chế rồi. Cái siêu phẩm là chỗ nào nữa mấy chế nha. Con này size M nhưng mà tầm L nha. Nó tầm L, nó đánh M nhưng mà tầm L mà này quá đẹp luôn. Em này 74, 78 đi mấy chế. Rất là đẹp, mới lắm luôn, 130 nha. 130 mã tím nhạt. Rất là mới. Tiếp tục con màu bơ này size S nè. Cái này nó bị ắt màu hay nó dính gì. Dính màu chút xíu ở đây thôi nha. Cái này nói chung là cũng có lặng lên, cũng chưa biết nó có ra hay không. Vẫn bán sale cho mấy chế con này 45k. Mã kiểu. Con
này ML nữa nè. Ngược 90 đổ về thôi, kiểu xinh. Ngược 90 đổ về nha, ngược 87, 90 hay thích mặt hơn 91 hôn chen. Còn nếu mặt đẹp là tầm 88 đến 90 là mặt đẹp nha. Đó. Cho mấy chế con này 65k. Mã đen. Xanh cho Loan Nguyễn 45. Mấy chế có đơn inbox cho em nha. Quên ghi bài. Để em một giây ghi bài cái mấy chế. Trời ơi, viết chữ. Có con hai dây này xinh nè mấy chế. Nó dính dính cái gì, cái nào nó cũng dính dính xíu 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 xíu. Cái này không biết dính dơ hay là dính màu nữa. Mà bị tí xíu thôi nha. Rồi mới hên xu cho mấy chế luôn. Size này tầm size M lớn á, ngực 8 ly. Nó đánh size gì đây? Mấy con nó đánh size gì? Nó đánh size M. Rồi size M 87 đổ về nha, 50k. Mã hồng nó dính xíu 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 đây nè. Chứ có giặt chưa biết nữa, mới bóc ra. Với lại nhiều khi bóc ra nó nhỏ nhỏ quá không thấy. 50k mã dây, dây nữa thôi. Size S nè. 70k mã liền tím. Con này là M nhỏ, ngược 85 đổ về. 60k mã hồng. Nó chế cứ trắng trắng giùm em nha. Nó like được một lúc là nó sẽ bị ẩn comment á. Con kiểu nè mấy chế, size S nè, mút liền nha. 55k mã liền đen. Chấm chấm bài giùm em. Một con quần hiệu CK luôn nè. Size S. CK size S nha. Cái eo này tầm 71 đổ về. Eo 60, 65 cho đến 71. 130 mã 71. Rồi size M nhỏ eo 72 đổ về, eo 66-72. Rồi mấy chế con này 70k. Mã sáng. Màu em size F, màu xanh, rất là xinh, 70k. Mã xanh. Con người tôi quên dài cạp cao nó đánh M mà tầm F là được nha. Eo 69 đổ về, cạp cao, chất mịn lắm. Cái hiệu này mặc em lắm, mấy chế chất rất là mịn nha. 100k. Mã đen miệng. Rồi áo kiểu nè. Áo kiểu xinh xẻo chưa, size M. Size S, size M thôi nha. S, M. Dạng mặt kiểu nha, nó không có nâng đỡ nhiều như là áo tập. Rất là xinh. 55k. Mã đỏ. Con này nó đánh M mà tầm L mặc được à. Rồi nha, rồng khanh. Nó không đọc thành rồng xanh. Nó đánh M nhưng mà tầm L nha. Em này tầm 77 cho đến 81. Eo 77 đến 81 luôn á. Cho mấy chế con này 80k mã tím. Cái này Khương Nguyễn là 55. Nó rất là xinh luôn. Size L. Size L eo 74 cho đến 77. Eo 73-77 nha. Chào chị Khương Nguyễn 55. 70k mã xám. Quốc liền này size M luôn, là dáng rất tốt, 50k. Mã liền đen. Đây, em có cái quần Adidas size. Con này là size L. Nó cũng thích chân được đó. Mới quăng cho mẹ đó. Ừ, thì đó mới thấy quăng. Con này size L nha mấy chế, em đo eo cho mấy chế cho nó chắc. Size L. Rồi cái eo từ 72 cho đến 77. Eo 72-77 nha. Co giãn mặt rất là êm, cắt được khỏi bàn. Eo 72-77 M lớn cũng con chen được con này nha. Ai mà vừa số đâu này thì hốt. Đó. Cho mấy chế 170 nha. Mã sọc. Em tiếp một con này là size S nè. Ngực 82 đổ về. Màu này rất là xinh luôn, 60k.
mã yếm xanh. Còn thấy em không mấy chế, nó ẩn comment hay sao? Em còn con áo kiểu nè, áo kiểu này cũng tầm mờ được luôn nha, mờ lớn gì cũng được, nó co giãn nhẹ thôi, co giãn nhẹ. Hôm nay 40k mã áo. Tiếp tục con size to là quá mới luôn nha, size L lớn, XL nhỏ, mông chen. Ngực này 90 cho đến 95. Ngực 90 đến 95. Có nhiều mắt cài phía sau, 80k. Mã đẹp, chất nó mịn lắm. Một em quần lu lu này size còn size 6. Cái eo này tầm 71 cho đến 76. Eo 71 đến 76, quần này là nó tới bắp chân nha. Rồi cho mấy chế con này 140. Quần lu lu này mã hiệu. Ủa? Kỳ vậy? Nó không hiện comment luôn. Đẹp cho Thùy Trang 80. Kỳ vậy? Đúng là like rồi mà. Em không hiểu luôn. Được cả ngoài khách chốt quá lâu mà không có inbox. 35k nha mấy chế size L. Size L 87 cho đến 91. Thùy Trang này là mọc không? Ừ. 8791. 35k là mã số 1. Rồi con này ML luôn, 35k mã số 2. Con này ML luôn nè. 35k mã đùi hello luôn phát. Con này size L nè, 35k mã xanh. Vu. À em có một con này thì còn mới mút liền nè, size L đó. Tầm L là được, ML nha. Ngực này 91, 90 đổ về đi. 91 đổ về, nó có tới 4 mắt cài nè, 91 đổ về. Còn tem luôn nè, của anh Đờn. Mà cái chỗ này nè, nó hơi, thấy không? Mình giặt, mình vuốt nó ra nha. Giống như ép kiện nó hơi bị ngáy ngáy á. Còn tem mới luôn nè mấy chế. Rồi cho mấy chế con này 90k đi, mã mới. Nó hơi bị như vậy nha, em có báo rồi đó, nó hơi mốt mốt. Mốt nhẹ nhàng như cung đàn. Cái này size L, XL. Eo 77 cho đến 82. Chất mịn, cạp cao, không có cái đường may trên này. Đó, cho mấy chế 120 mã lông chuột. Mới cho Dương Thanh nè, 90 có đơn bóp cho em nha. Còn cái quần hiệu CP Line mới nữa nè. Cái này thì size S thôi, eo 60. Eo 64 đổ về mặt đẹp. Hiệu CP Line, tem lũng lĩnh luôn. Túi mà sao nó may như là lu lu những cái chép rất là đẹp nha. 130 nha, mã dài mới sao rồi em. Phan Anh Vũng, con này size M, em 68 cho đến 72. Em 6872 size M, cạp cao 80k, mã đen 80. Còn em mút liền, con này ép người 84 đổ về mặt đẹp, mút liền nha, quá xinh. 75k mã hồng, size M 70k mã viền, đen 80, con loan phát. Rồi con này size M người 87 đổ về, mút liền. Con này người 88 cũng được nha, mút liền mấy chế. Cho mấy chế con nó 60 luôn, mã liền sáng. Chị không thấy cái quần nào thứ đó hết em ơi, cái đó như tiền có gì nữa chị trừ lại cho. Này size ML với mấy chế 35k. 35k mã 35. Có khi nào em buồn, em nhớ đến tôi size M hiệu Under này mấy chế. Ngực này là 80. 87 đổ về thôi. 86 nè thì mặt đẹp, 85, 86 thì mặt đẹp nha. Tới đây 87. Cho mấy chế con này 100k. Mã hiệu mới, mới dữ lắm. Size L nhỏ, M lớn bon chen. Eo này 70 cho đến 74. Màu tím là cạc cao nè. 110.
mã tím cao, màu trắng mới chứ hay hay địa địa màu trắng, size L nhỏ, kiểu xinh dữ thần, ngực này 87-91, hay lơ chứ có chút chút, ngực 87-91, 88-92 cũng được, coi giãn tốt, size L nhỏ nha mấy chế, mới tinh tình là 80k nha, mã trắng mới đó, size L đó thế nào, vừa nốt, hốt thì hốt, hiệu anh ta size S, ngực 82 đổ về mặt đẹp 60k, mã hiệu xám. Rồi con này size S luôn, 35k cho mấy chế, rất mới nha. Mã tương tác đi, tương tác cho nó có động lực để mà chốt. Size L 40k, mã dây xanh. Size L trời ơi, bữa nay nó không có hiện comment ở khúc này, giờ nó hiện ở trên máy rồi thôi. Vậy vậy Thanh Loan 110, trắng cho Nguyễn Việt Nhật 80. Thôi tắt bớt cái máy ra. Cái này xe ép mút liền 35k. Thanh Loan cài liền không? Không, Thanh Loan đâu có lâu lắm rồi. Con này xe ép nè, chất miệng nè, buồn lỡ thôi. Em 64 đổ về, em 63 đổ về nha. Coi giãn tốt, em 63 đổ về thôi. Chất miệng, quần tầm tới bắp chân nha. 110, mã lá Nguyễn Việt Nhật như vậy nè, Việt Nhật 80. Con này size XL, XL ngực 94 đổ về thôi, 50k, mở crop. Hiệu Camel size M, 10 nhỏ nha. M nhỏ ngực 86 đổ về. Con này chế 45k, mở hở lưng. Hở lưng size M ngực 87 đổ về. Size M ngực 87 đổ về nè. Kiểu xinh không mấy chế, mã xanh. 50 cho Phan Anh Vũ. 50 là mã crop đúng không em? Mã crop đúng không Phan Anh Vũ? Bút cái nó lên tới cái mỏ. Nè mút liền size ML, ngực 91 đổ về. Mà sao nè, nó hơi bị nhăn nhăn xíu, mà mình mặc lên thì nó thẳng ra là không có sao đâu nha mấy chế. Đó, em báo vậy nhưng mà em vẫn xem cho mấy chế 40k thôi. Phan Vũ nhỉ? Hiệu Galenzi 50. Hiệu Galenzi nè, mã hiệu nha, 40k. Giờ em chả biết là cái nào nó có hiện comment không. Con này hiệu Domios size M, mút lộn, bình thường, mút bình thường có nhũ, ngực 87 đổ về nè, 50k mã nhũ. Con này size S, con này size S nha mấy chế, tương tác có chế 40k mã khóa. Này là size M, 87 đổ về, 86 đổ về mặt đẹp màu cam, 70k mã cam. Rồi tiếp một con này là size M mà không S thôi. M này M nhỏ nha, ngực 83 đổ về. Ngực 83 đổ về. Cho mấy chế con này 90, mã chữ to. Chữ to. Ngang biển mã cam 70. Ủa, sao nó không hiện comment đây vậy? Lan hay nha. Này bên app đó nó bị giấy rồi. Em đổi app rồi đấy, không mấy chế. Mới đọc Lan hay nha gì đó. Lê Nga Nguyễn đúng rồi, Nga Nguyễn 70. Có đơn inbox cho em nha. Rồi con này là size S, hello Liên. Size S này mấy chế 60k, mở size dài. Con này size S, S lớn M nhỏ, ngực 84 đổ về. Ngực 84 đổ về, tương tác mấy chế 35 luôn. Mã hồng cài. Con này size S lớn, ngực 82 đổ về, còn nguyên tem 80k. Mã mới. Chị Diệu Huyền ơi, chị lấy chốt lần, chị giữ đơn 2-3 ngày xong mà chị xả em. Giờ em không dám chốt cho chị. Size XL là mấy chế, tương tác luôn, 40k nha. 40k mã đen. Hồng là cho Nga Nguyễn nè. Nói nhiều quên rồi. 35k. Chẳng có gì. Size M nhỏ luôn nha mấy chế, ngực 85 đổ về.
45k mã xanh đen. Size S nè. 81 đổ về nha, 60k. Mã tím. Size L, cái con màu này rất là xinh nha mấy chế. 40k size L nha. Mã dài. Một em Ferrari là size M lớn, L nhỏ bon chen. Size ML 60k. Mã sọc đỏ. Ngực 90 đổ về là mặt đẹp. Một con hiệu này size S nha mấy chế. Xinh lắm luôn nha. 40k mã ghi. Mã ghi. Chị ơi em xua em chốt cho chị xong xuống ra chị xả không à. Trong khi Diễm Nguyễn là 60. L40 cho Nguyễn Hường. Nguyễn Hường. Trong khi kia người ta giữ đơn giữ xong bữa hai bữa kêu xả gì mình đâu còn uy tín nữa chị. Size SM. Size SM thì mới chế 35k mà. Nguyễn Hường nha. Nguyễn Hường 40. Hiệu VFU này size size XL nhưng mà tầm L là được nha. Tại vì cái form này nó nhỏ. Ngực này tầm 92 đổ về thôi, 87-92. Hiệu VFU luôn nha mấy chế, 55k. Mã hiệu đen. Nên quần không có. Em còn con áo kiểu nè. Cái này áo kiểu mặc đi chơi nó không mút gì nha. Nó gì nè, FML đều được. Có cái dây cũng rút. Hoặc mặc tăng tớp cũng được nha mấy tình yêu, 50k. Các bạn sơn không ạ? À? Ai biết không thích. Sai L. Thích thì lấy đi. Sai L. Để coi có ai chốt. Sai L ít L luôn. Ngực này tầm 90-94. Ngực 90-94. Quá đẹp, nó chế 90k. Đó ai hỏi đó. Mã tím. Rồi về tay con. 50 tiền trả đây. Một em hiệu lâu gì nè. Size S nhưng mà form này tầm M là được nha. Size S nhưng mà form M. Một kem này đẹp quá. Eo này tầm 67-73. Eo 67-73 nó có sọc sọc nha. Mới tinh tương luôn mấy chế. 150 nè. Mở kem. Chơi chim dữ trời. Tiếp con này size S nè. Người 83 đổ về. 50k mở V. Còn thấy em không mấy chế. Không nhắn gì em. Hiệu Nai nữa nè. Nai này nó để size L mà tầm M là được nha. Ngực 88 đổ về thôi. Đây. Ngực 88 đổ về. Mới tinh luôn nha. Đó. 130. Mã nâu tay. Cái này M nhỏ, ngực 85 đổ về. 50k mã cài sau M nhỏ. Có ai size to to em còn con này nó hơi dính màu một xíu để mới chế thôi, mặc hai áo bra bên trong cũng được. Size XL nha, 35k. Uma nó bị áp màu nha. 35k mã XL. Mai xinh thì mới chế size M. 40k mã đan lưng. Đan lưng. Ngực 84 áo chị mới chốt vượt không? Nga Nguyễn là cái nào con? Hôm nay ngực 82 đổ về nha. Ngực 82 đổ về size S 70k mã hồng. Ờ vừa. Đen lưng 40. Bộ chế Lan Nguyễn hôm qua có đơn đúng không? Nên bóc dùm cho em nha. Lan Nguyễn hôm qua còn đơn không con? Mình dán như bánh hay gì được, lên gỗ gì. Con này mờ nhỏ là ngực 85 đổ về mặt đẹp. Ngực 85 đổ về mặt đẹp nha mấy chế. 70k Lan Nguyễn hả? Dây đỏ. Dây dạ? Lan Nguyễn 35 hả? 40. Con này size L. Ngực 90-95. Hiệu Ly Ninh. Con mấy chế con này 80. Này nó dính một tí xíu dơ đây nha. Vậy mấy chế giặt dùm em. Mới thấy dính dơ tí xíu. 80k. Ủa vậy nãy là có một cái Loan Nguyễn đúng không? Làm gì có Loan Nguyễn nha. Nguyễn mà Loan. Ờ cái đó Loan khác. Con này ngực to lắm nha. Hiệp. Ngực này phải 95 á. Ngực này 95 mặt mới vừa nha. Rồi dây đỏ cho Libella 70.
Cái này mã tím 80k, áo dài có mút sẵn. Dán rất tốt size M nè. Size M kiểu mới chế 45k. Mã kiểu đi. Mã em hiệu Victor. Victor này là size L. Size L. Cái này rất là đẹp nha mấy chế. À, đơn qua đi rồi chế tùy nghỉ thôi. Em sợ mấy chế cho kịp mấy chế lễ. Size L nha của Victor, cái này phải cắt nét mút nha mấy chế. Ngực này tầm 88 đến 93. Ngực 88 93. Victor rất là mới luôn. 130 mã mã tiếp. Một con cổ yếm sẽ ép ngực dưới 80. Ngực 79 đổ về 35k. Mã yếm hồng. Con này size nó đánh XL mà tầm L là được. Ngực 89 93. 50k mã nâng. Mã tiếp 130 có cắt nhét mút không? Em cắt em nhét mút cho chế Tuyền Nguyễn. Chế có nhét mút thì báo em nha. Nhiều. 130 Tuyền Nguyễn. Cái này size M 87 đổ về. 60k mã hoa. Size M nhỏ luôn, được 85 đổ về. 70k mã xanh. Ok, có để đi. Mã xanh. Tiếp tục quần. Quần size XL. Nhưng mà tầm này nó là tầm size ML thôi. Của Puma nè. Xanh. Còn đối với em con nào cũng đẹp hơn hết á chứ. Nguyễn Thị Nguyên Khuê. Nguyễn Thị Nguyên Khuê 70. Nó để XL nhưng mà con này tầm M thôi, 70-75. Của Puma. Họa tiết mà này đẹp. Xinh lắm anh chị. Con này là chất cô tông nha. Không mang nó đâu. Không có cái mạc. Mạc bên trong buông mang. Mà cái con đó nó nằm đâu. Em không thấy cái con này nằm đâu. Tại hoa về nhiều quá. Ôi cho mấy chế. Cái này nó hơi dính dơ ở đây. Về giặt hộ em nha. Đó, cho mấy chế con này 160 đi. Mã hoa. Bu ma bên trong mà không biết cái con bám nó nằm đâu. Mã hoa nha, 160 tầm size M, eo 70 cho đến 75. Eo này 70 cho đến 75. Mã hoa 160 hơi bị bẩn xíu nha mấy chế. Rồi ngực này dưới 80, ngực 79 đổ về, cổ yếm còn tem mút liền là 65k. Mã liền xám. Con này là size S luôn. Size S này của anh ta. Ngực 82 đổ về mặt đẹp nha mấy chế. 80k mã hiệu tím. Con này ML ngực 90 đổ về ở trong à. Nó bị lỗi cái phần trong thôi, không ảnh hưởng bên ngoài nha. À, M thôi, con này size M ngực 87 đổ về. Ngực 87 đổ về nha mấy chế. Nha mấy chế 35k mã ghi mút liền nha. Mà phải kéo vô miếng nữa này được không? Chối trang mùa hè. Chế có biết số đo thì dễ lắm, em có thước dây mà. Rồi con này là eo 71 cho đến 75. Eo 71 cho đến 75 nha. Đó. Cái này cái cạp ngang rốn nha. 130. Chế Lê Hiệp ơi, shop em là không có đồng kiểm nha. Tại nhiều khi đang like cái điện là nó bị đứng máy hoài, em không có đồng kiểm. Ok thì chốt dùm em. 130 mã sọc. Lỗi phải là cứ nhận xong chụp hình gửi qua. Một cả một, không có gì đáng ngại. Cái này size S nè. Size S ngược 80 đổ về. Cái này do em giặt á, nó dính dính cái phần này. Bên đây nó qua đây là mình giặt lại là hết nha. Vẫn sale cho mấy chế nè. 40k mã sọc sáng. 35 nè cho Lê Hiệp. 130 cho Nguyễn Hường. Nguyễn Hường nãy có đơn đúng không? Mình đùi có mà chưa lan tới, nó nằm ở dưới rồi. Size L 50k. Mã L xanh. 130 Nguyễn Hường. Đúng. Con này size M lớn. Size M lớn em này 73 đến 78, coi giãn tốt, màu xanh đen, hiệu iBody. Nó
nó rất là mới mà nó dày dặn lắm nha. Con này 100k, mã hiệu xanh, màu xanh đen. À, đơn đổ về chưa đi em. Chị chào em cái con màu trắng đó, nhưng mà em chị xả đơn của khách thì chị quăng đâu mất tiêu. Chị đang kiếm cái cứ áo màu trắng đó. Hiệu VFU size S người 83 đổ về. Mút liền. Cái viền này nó là màu hơi ghi nha. Đó, cái lưới màu ghi này. Em chiếu cận cho mấy chép thôi, 60k, mã hiệu trắng. Xanh xanh cho Phan Anh Vũ 50. Con này size M nữa nè mấy chép. Và xinh nha. Đó, 40k mã sọc. Rớt gớt này là size S lớn được 84 đổ về. 65k mã rêu. Màu con hiệu NB size S. Căng ra phần này nó hơi dính một tí xíu hồng hồng ở đây. Chút xíu thôi nha, size S. Đó, xe máy chế 35k luôn, mã hiệu xanh. Sọc này cho 40 cho Lê. Rồi em này size S luôn nha, mấy chế 50k mã bi. S là 81 đổ về, 82 đổ về nha. Rồi size S luôn, tương tác mấy chế 40k mã tương tác. Con này còn tem mới nè. Size M nhưng mà phân S thôi, được 82 đổ về nha, được 82 đổ về. Mút liền còn tem nha mấy chế, 65k mã liền đen. Xanh 35 cho Hoa lên. Này em lên ít cái đùi. Đùi Adidas nha, con này nó đánh ép nhưng mà phơm này nó to, tầm L là được. Tầm L luôn á. Tương tác cho Hoa Lê nè. 435k. Đen, đen chế Nga Nguyễn lấy size L đi nha. Chế Nga Nguyễn nãy nói ngực nhiêu? 84 à. 30. À, 72. Cái này tầm 82 để lát em lấy cái size bự cho. Nga Nguyễn 65 đi đi con, Nga Nguyễn 65 mới. 84 là đo sát đúng không? Hay là đo rộng? Một con thì Adidas thì nó đã ép nhưng mà cái eo này tầm 78 cho đến 83, tầm size L. Tầm size L nha mấy chế. Đó, Adidas rất là mới nha, 120 mã hiệu. Con này L nhỏ nha, 35k được 89 đổ về. 35k mã sọc đỏ, hiệu 120 cho Ly Nguyễn. Size S 50k mã liền xám. Nguyễn Liên hả? À, Nguyễn Liên, Liên Nguyễn. Còn không? Còn size S nè. Màu dạ quang đẹp chưa, hiệu Romeos nha mấy chế. 65k mã dạ quang. Này đẹp nữa nè mấy chế, mút liền nè, size L nè. 80k mã cam đất. Màu khoáng nè. Mình không phải sao. Màu 20. Con này SM nha. SM được 85 đổ về, 35k mã khoáng. Này đẹp nè mấy chế, ngực này size M này được 86 đổ về. 84-85 là mặt đẹp luôn nè. 65k mã sọc cam. Size này nó để ép mà tầm ép, ngực 81 đổ về nha, mút liền. 60k mã họa tiết. Cái này nó dính màu, nó dính bẩn gì đây tí xíu nữa nè. Cam đất size L em ơi. Con này SM, SM dính xíu nè, xem cái chế 35k luôn. 35k mã sale. Sọc cam nè. Sọc cam 65 cho Nguyễn Thị Nguyên Khuê. Con này của CK nè, mấy chế mút liền nha. CK nó như chất su su á. Mấy chế 40k mã hiệu. Size L, L nhỏ, ngực 90 đổ về mặt đẹp nha. Size L. Size L. Ngực 90 đổ về mặt đẹp, mấy chế 60k mã yến xanh. Màu nó rất là mới, cam, cam đất nè cho chế tiền Nguyễn Kiệu nữa hả? Hiệu xong Pikachu dính lại ta. Hiệu cho gì đó, Pikachu là Nguyễn Liên hả? Tiền Nguyễn nhiêu? 80, tiền Nguyễn. Một cái váy hiệu Adidas size S nè mấy chế. Em này 66 đổ về nha. Có đùi bên trong.
có đùi bên trong. Cho mấy chép ở đây 100k, mã 66. Này size L, XL, mút liền. Ngực này 92 đổ về nha, mút liền của Asics nè. Mà cái này nè, cái chỗ dầu quang nó hơi hơi bị mòn mòn cái phần này nha. Nên em để 35k luôn, mã liền đen. Nguyễn liền như vậy nè. 40, để đâu một lát cũng được. Mã liền đen 35. Hello em yêu. Size S là mấy chế 45k, ngực 81 đổ về. 45 mã hồng. Size M, M co giãn tốt, ngực 90 đổ về mặc được nha. 35k mã trắng. Ngực 95 là XL, con này size S nè. Đó, size S nè, tương tác mấy chế 40k luôn. Mã đen S. Size M. Size M 50k mã viền cam. Này mặc thoải mái luôn, mới lắm nha. Ngực này 95 đó em. Này trên 95 luôn, cái này tầm 99, 98, 100, 2x á. Cái này hơn 95 rồi. Này trên dưới 100 nha, tầm 97, 105. 50k mã sáng to. Em thấy mấy con quay bỏ đâu, 95 thì nó cũng lỡ cỡ. Rồi dán rốt tớp size M. Cái này nó hay bị dính dơ một xíu không chứ. Dính dơ một xíu là xe 50k. Mã 2 dây xe M 85 đổ về. Viền cam trong hoa lê 50. Một con xe S 80 đổ về mặt đẹp. 70k. 70k mã tím kiểu. 2 dây cho Nguyễn An Vi. 50, cái này em báo là nó hơi dính dơ nha, em bán giá sale quá. Em chưa có dập nên chưa biết là nó có ra hay không. Đây chế nào size S lốt con này đi đẹp quá trời. Size S là người 82 đổ về. 70k, mã nhiều dây. Nguyễn An Vy. SM. Nguyễn An Vy kêu vậy? SM nè. 50. 35k. Mã 35. Adidas mà size này XS hoặc mua cho bé mặc được cho mấy chế. Keo này tầm 60 đổ về thôi. XS bé nhưng mà nó co giãn tốt. Rồi cho mấy chế á. Đồ nãy em lên rồi em xem kẻ thì em không có gì buồn đâu nha. Đó, nó có phối lưới dưới nè. Bé bé cho mấy chế 80k thôi mà bé. Nhưng cho bé mặc nha, keo dưới 60. XS cũng xíu xíu qua gì đó. Đây ngực 95 là chế nào ngực 95. 50k thôi 45 đi vì nó đen đen. Mã 45. Size S hiệu RB 50k mã dạ quang. Dạ quang. Rồi em lên con này size LXL. L lớn XL nhỏ eo 78 đến 84. Màu đẹp chưa, mới lắm nha mấy chế 120. Mã xanh. Con này size ML, eo 74 cho đến 77. Eo 74, 77. 74, 78 cũng được này, mặc vô là nó quấn xuống thì sao. Nó quấn vô cái cổ chân vậy nó mới chết. 90k mã đen kiểu. Con này cạp cao nó là L nhỏ luôn, eo 70 cho đến 74. L nhỏ nha, 110. Mã tím 2. Size này là cũng là size L nhỏ luôn, eo 71 cho đến 75. Cạp cao. Chất dày dặn nha mấy chế. Mấy chế 80k thôi, mã L 80. Một em màu xanh size F bé. Eo 63 đổ về. Quần này tới bắp chân. 100k mã xanh. Đen kiểu cho Thanh Loan 90. 90. Tiếp tục hiện nay size M nhỏ 90k luôn. Ngực 84 đổ về. Ngực 84 đổ về 90 mã chữ to. Một em Buma size to nè. Chế nào ngực 92 đến 98 nè. 92, 98, 90k cho mấy chế luôn. Mã hiệu Thanh Loan 90 không? Ừ, số 9 hiệu mà anh ta. Rồi đùi nè. Đùi này là size L.
L nhỏ thôi, eo 76 đổ về nha, 65k mã beo. Size L eo này 78, 79 đến 83. 65k mã sáng. Size M L eo 75 đổ về. Eo 70, 75, 70k mã cam. Beo. Beo này là eo 76 đổ về nha. Ủa nãy em lấy cái áo size S mà sao cái lấy cái quần cái size M L vậy? Size L nhỏ. Con này size S, eo 66 ở bên 67 đổ về nha. Mới tin luôn hiệu nè. 100k. 100k mã gió. Beo. Beo chế. Em đo cái eo em báo hồi nãy em báo eo 76 đổ về á, nó có dây rút á. Đúng rồi, em này tầm 71 76 á. Vừa hôm chế Nguyễn Thị Nguyên Khuê à, size M. Vậy là được ha. Ok. Ủa sao cái áo nãy áo đó sẽ ép vậy trời. Rồi con này M luôn, eo 75 đổ về. Eo 75 đổ về hiệu Domios rất là mới nha, 70k. Mã hiệu hồng. 65. 70k mã hiệu hồng. Con này size M lớn, L nhỏ, eo 76 đổ về luôn. 60k mã lưới. Con này hiệu Alpha size M L luôn, eo 73 cho đến 77. Hiệu Alpha 90k mã viền cam. À, không phải vết u, hiệu Ren gì á. Rất nhiều. Em 68 kim mét 5. Tùy theo cái dòng số đo của mấy chị. Nhưng mà nếu như vậy là thường là size M. Lưới là 60 nè, Trang Nguyễn Thị nè. Thầy Trang Nguyễn Thị hôm qua có phải không? Không biết bữa nay đọc bên đây phải Trang Nguyễn Thị khách cũ hôm qua không em. Tại vì đọc cái trang bên đây nó miệng avatar. 90k nè, viền cam nè, cho Lê Hằng. Trang Nguyễn Thị nha. Trang Nguyễn Thị 60. Con này size M. Eo 70-75 luôn nha, 70k. Mã xanh lá. Lê Hằng hả? Ờ, như vậy. Ok, ừ, là khách hôm qua. Lê Hằng 90, size S nè. Size S này S lớn nha. Eo 64 cho đến 70, vẫn có giá. Eo 64 đến 70 cạp này đó. Dài biên mang mấy chế 130 130. Mã xanh dài dày. Không, ý là nó không có hiện avatar lên. Nếu hôm qua có đơn thì để dồn. Con này size L. Con này size L cài càng mấy chế à, giống mặc áo bra nha. 35k mã cài. Xanh lá 70 nè, trong hoa lên. Nghĩa là size M. Size M ngực này 80 87 độ về mặt đẹp nha. 83-87. 55k. Mã lưng kiểu. Ra một lát nó mới lòi lên. Con này là size S. Nó để M mà tầm S thôi nha. Em này 70 đổ về, 69 đi. Em 69 đổ về mặt đẹp nha mấy chế. Đó, 70k mã phối hồng. Cái này dáng giống như nó có cái đồ ngố mà rất là đẹp. Không có lộ. Con này size L. Eo 73-77 luôn, size L, eo 73-77 nè. 65k mã tím. Xe này nè. Đây Adidas nè. Eo nè, liên vô liền. Eo 69 đến 74. Eo 69 đến 73 thôi. 6873 nha. Con này một lớp nguyên bản nó vậy, nó không phải là bị cắt. Ở trong nó là một cái trương mềm rất là đẹp nha. 90k. 90k nó theo. Phối hồng cho hoa. Phối hồng. Hoa lê. Eo này 70 đổ về nha chế. 70k. Theo cho chế Diễm Nguyễn à. 90. Cái này mua cho nam đi, hiệu gì nè, size M. 35k. 35
theo mã theo em hết rồi. Con này size S ML 70 đổ về. Cái này nó dính màu một tí xíu trên cái cạp nha. Tí xíu thôi. 40k cho cái chế. 40k mã mềm, gió rất là đẹp. Con này size M luôn, em 71 đổ về, 65k mã dưới. Này hiệu The North Face M mà form lớn theo này tầm 74 cho đến 78, tầm L nhỏ, M lớn em 74-78. The North Face này chính là size to, mốt con này rất là đẹp luôn, 65k mã gió hiệu, mã mềm, trang Nguyễn Thị là 40, gió hiệu 65, size ML luôn, eo 73-77 nha, eo 73-77 là 65k mã lưới. Trời ơi, nó chiếm vô mặt dẹp chiều ra lên cao. Có ai size to thật to mấy chế em, có mấy cái váy nè, có váy cạp chép nè, hay là mấy chế em mua về luôn cái dây thun với phía trong á, là nó cũng mặt cũng đẹp lắm. Eo này là 79 cho đến 83, cạp chép size XL. À, mã lưới cho Trang Nguyễn Thị là 65, size L cạp chết em 7983, 50k, 50k em tới 79, em hơi to và nó để size M đó. Em này tầm 78-82 nha, 83 cũng hơi ôm rồi. Mã rêu đi, nó để size M có 50k, váy có đùi bên trong nha. Gió hiệu này em tới 74-78 nha, 65k. Trang Nguyễn Thị quần 50 không ạ? 65. Ừ, cái này 75 cho đến 75 đến 80 luôn chế ơi. Ủa Trang Nguyễn Thị nè, Trang Nguyễn Thị nãy lấy xem mờ đúng không em? Con nói con xe gì đó không? Đúng rồi thằng medium mờ. Rồi nãy chế gì nãy ghi cái công mới vậy không? Rồi cái này nè, SM áo ống là 5k nữa ống. Nãy chế nào lấy công mới này kêu con nốt lại đó. Size S 40k mã lưới xanh. Tới màu vàng này nãy chế nào hỏi xem M nhỏ nha. Được 86 đổ về M nhỏ nè. 50k mã vàng. Size L Nga Nguyễn 50k mã hồng. Đâu? Chưa. Gì hồng? Size M hiệu Under Armour size L 88-93. Coi dáng tốt, dáng rất tốt luôn mấy chế. Rất là xinh nha. 100k mã kiểu, vừa hiệu mà vừa kiểu. Rồi size S là mấy chế. Size S được 83 đổ về nha. M nhỏ bông chen, nó để M đó. Nhưng mà, ủa nó để S. Bán vô mặt cái bóp 40k mã đen ép. Rồi con này M nhỏ được 84 đổ về, lưới lưng phía sau 50k mã lưới lưng. Con này 2x cho chế nào được 95 cho đến 100 luôn. 95-100 35k mã 35k mã gì ta, mã tri ân nó Mỹ không. Có đơn nhớ anh bóc cho em nha mấy tình yêu. Con này kiểu này sexy ghê nha. Size S, M đều được nha mấy chế. 40k mã 40 để em đi nè. Kéo cái cửa là mới được. Lan Nguyễn là có đó đúng không? Có, rồi mơ mở bịch đi. Bể ngoại cho bịch thử. Đem qua bên app kia, app này xíu là nó bị khóa tắt nguồn. Chấm chấm giùm em mấy chế. Quan chưa chốt cho Trang Nguyễn Thị. Chưa. Một con anh đờ amo. Size này size S. Size S được 84 đổ về nha, hiệu anh đờ amo nè mấy chế.
100g á hiệu xanh mút liền luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà. Hiệu Lulu size số 2 á, cái này tầm size S bé XS á. Em 61 đổ về. Cái này nó mới như là mới đem ra luôn nhưng mà nó hơi nhỏ nè. Em 61 đổ về mới lắm luôn. Nhưng để mới chém 130 thôi phải nhỏ. 100k cho Ngân Nguyễn. Ngân Nguyễn để riêng đó. Ngân Nguyễn Hồ Chí Minh. CM ngày trước nó có ngôi sao không ngủ yên, ngôi sao không cô đơn, mờ lớn ngược 88 đổ về, ngược 88 đổ về mờ lớn nó mới chết, màu đen mà đưa ngược cái nó bị ấy rồi. Ngân Nguyễn nhiều 70k mã sao, Ngân Nguyễn 100 mã nhỏ là 130 cho mẹ lùn thi thơ. Đây một con cổ yếm size L cho mấy chế xịn nha, hiểu luôn nha mấy chế. L nhỏ thôi, ngực cái này nó để mờ nhưng mà em thấy phơm nó to thì đọc L. L nhỏ ngực 90 đổ về mặt đẹp là 90k. Mã yếm nào lột đi chưa? Chưa. Như size S 60k mã dài. Sao cho Hà Thu Hà 70. Nào lột thì thay như vậy? 130. Rồi size SM 35k mã đan lưng. Size S 60k mã yếm sáng. Con Lulu bữa của ai đó bỏ ra tôi. Lulu này tầm size L nè mấy chế. E7783. Này nó tới bắp chân nha, E7783. 150. Mã xịn. Rồi con này size M E6772. Chất miệng cạc cao nó không có cái đường may phía trên nha. Mông to luôn. Mới chế 110. Mã 11. Adidas size L. L này E7377. E7377 cái chất nó như là nó có ánh lên gì nha. Ánh ánh nhũ nhũ. Chết rồi. Có khi nào bị con gì nó cào cào không? Mấy nay nó bị nhăm nhăm nhỏ nhỏ như vậy. Nó bị lủng một lỗ nhỏ ngay cái phần còn non phía sau. Cái nào lấy em để 30k. 30k nha hả lỗi. Em này hiệu DV 90 size SM. Em này 65 cho đến 72. 65 đến 72. Phối lưới dưới chân nha, 110 mã phối. Phối con này phải để ra không thôi không biết hoặc không thấy. Có khi nào bị con gì nó phá không ta? Sáng giờ bị ba cái quần đó. Bị nhăm nhăm nhỏ nhỏ vậy. Size S cổ yếm là ngực 81 đổ về nha mấy chị. Xinh lắm luôn. 65k mã xanh đen. Phối cho Trang Nguyễn Thị 110. Rất tốt size M. 45k mã mờ đen. Cái này size S bé nha. Này tầm XS là được. Ngực 77 đổ về nha mấy chế. Ngực 77 đổ về nha. Đó cho mấy chế 60k. Con này rất là xịn là mút nó đi đó đây. Cái phối hết rồi. Tố Trinh 60k mã nhỏ mua cho bé được. Cái này cũng là size nhỏ luôn. Hai con này cặp đi mấy chế ai lấy. Con này cũng ngực 76 đổ về nè. Đó, mua cho bé đi tập thì 100k. Còn cái này thì 60 nè, mã trắng. Size M 40k, mã khóa. Size M 86 đổ về thì 23 mút liền. Dưới lưng phía sau 55k, mã liền đen. Đang thích một cái áo nè. Áo này size M. M này là ngực 84 cho đến 88. Ngực 84-88 co giãn tốt 100k. Mà áo hồng 55 mã hiệu đen. Liền đen chứ. Liền đen cho Trang Nguyễn Thị. Size S cho mấy chế 40k mã khóa. Một em hiệu này của Uniqlo nó để M mà không S thôi. Ngực 85 đổ về nha mấy chế.
90k mã hiệu hồng, màu rất là đẹp. Đây size L, ngực 90, 90, 90, 95, 50k mã nhũ. Cái đó là mã hiệu Romeo Hot luôn nha chị. Cặp này size S quá xinh nha, em 66 đổ về. Đó. Nó không có đường may mà em một may có mã sọc xanh. Gen đây, gen size M nha, 70k mã gen size M nha mấy chị. Váy cũng size to, váy này cũng size to luôn, 2X, eo 83-87, này có chuông, 50k mã váy. Một em hiệu anh ta, hiệu anh ta size LXL, 90-95, lưới lưng phía sau, lưới lưng phía sau nó chế 50k mã lưới lưng, sọc xanh cho cao trần cố trinh, 130 cao trần cố trinh. Size LXL bông chen XL nhỏ, ngực 90-95, 70k mã khóa xanh. Size S ngực 81 đổ về mặt đẹp 100k mã hiệu hồng. Size SM này dạng áo kiểu mà đi chơi được được nha, 35k, 35k mã kiểu. À, có lên đùi rồi em. Nói chung vòng vòng nó nhiêu đó thôi. Size M nhỏ ngực 86 đổ về 50k mã cài. Rồi một con size M luôn thì Romeo nha, 50 mã viền hồng. Size S luôn mấy chắc, mình xinh lắm. 70k, 182 đổ về mã lưới. Ngủ được là tốt đó. Bình thường chị làm không bao giờ ngủ được. Cái này S lớn M nhỏ người 85 đổ về mấy chắc, 65k mã hồng tươi. Cổ yến nữa nè. Cổ yến. Nở ra cho nó hơn. Một yếm nãy của chế gì á? Chế gì yếm 50 này không? Rồi. Xe M đúng không? À, lò gạch, tôi còn gạch. M nhỏ này mới chế tương tác 35k mà. Yếm đen xe M. Rồi, nó mới. Xe S nè. Xe S được 80 đổ về nha mấy chế. 70k. Mã hiệu sáng. Size M 86 đổ về 65k mã sọc cam. Ôi cái quần mờ đẹp nè. Quần này size L nhỏ, size L nhỏ eo 71 cho đến 76. Co giãn tốt, cái màu hồng ngoài hơi đậm hơn trên đó một tí xíu nha mấy chế. Chất đăng mới lắm. 130 mã da. Rồi AXL thì hốt em này. Trời ơi nó đẹp, mút liền màu vàng nữa nè. Ngực này 91-96, ngực 91-96 sẽ XL mút liền nha. 70k mã vàng. Vàng ơi trời mi. Đùi nó lòng vòng vậy thôi em. Đây size XL nè. XL lớn nghe 81-86, 60k mã to. Size XL luôn. 2X, con này 2X. Eo 82-87 chất gió là 60k mã chữ. Vàng cho chế Nguyễn Hồng là 70, quá đẹp. Nguyễn Hồng phải là Nguyễn Hồng khác đúng không? Ờ, Nguyễn Hồng mới một cái à. Rồi con này là size M nhỏ eo 71 đổ về 65k. Làm giống ai đi đó. Nguyễn Hồng gì mã sọc. Nguyễn Hồng 870. Hiệu nay là size XL. Eo 82-87. Mới lắm luôn, size to. Xem cho mấy chế 110 mã hiệu xanh, sọc 65 cho Trang Nguyễn Thị. Cái quần cái gì, cái nào, cái quần này có ai mặc kim, cái đó để đem về mặc đi. Nhưng cái M nó để L mà tầm M E 75 đổ về nha, 60k mã khối xanh. Này có ai gì ạ? Trang Nguyễn Thị size L E 77-83 nhiều. Hiệu ai black là 60k, con này mã viền tím nó 65. Rồi size M nè, 65k mã beo eo 75 đổ về. Sexy này XS, size XS của Reebok còn tem luôn nè, còn tem luôn nha mấy chế. Reebok size XS
63 đổ về nó sexy ghê luôn, một lớp thôi nha. Em lấy cái này mới là 80k mã mới. Khối xanh 60. Cho Thảo lên. Size L nhỏ 35k mã sale. Size S 65k mã tím kiểu. Size L nhỏ được 89 đổ về, 70k mã nâng. Hiện nay này là size F. Size F này eo 68 đổ về mặt đẹp. 130 mã 13. Cái hiện nay mà cái cạp này là hàng hiếm lắm mấy chứ. Nó cạp thứ này nó nhiều. Size L này 60k mà nó khối hồng. 13 cho tôi trần. Sướng nha, ai ngủ được là tốt. Có em không ngủ được thôi. Size ML này 86 đến 90. 86 90 mút liền. Tươi trần nha bạn. 50k mã liền đen 130. Con này M nhỏ nè, đẹp quá. Nó để L chứ. L nhỏ nè. Tầm M là được 88 đổ về như mấy chế. Giá rất tết mà đi chơi cũng được luôn. 70k mã hồng kiểu. Chị cũng ngủ hả? Chị cũng ngủ không được, tôi tưởng chị cũng ngủ. Size S 50k mã tím. Quen rồi, cài buổi trưa từ đó giờ. Cái này dáng dài nè mấy chế, size M. Đó, xinh lắm nha, 45k mã dây xanh. Yếm này sexy luôn nè, size S giờ 82 đổ về nè. Mà trước lưới mà sau lưới luôn. Xinh lắm. Chị vô nghe em like tí xíu là chị ngủ liền. 60k mã lưới. Dây xanh cho Xuân Phương 45. Đi chưa? Chưa. Liền đen đó là size ML ngực 89 đổ về. Dây xanh 89 đổ về nha. Nãy chế nào mới hỏi. Ủa quên cái gì đó, mã liền đen. Ủa? Mã lưới. Mã lưới này là 182 mà sao chế lấy. Nga Nguyễn. Mã lưới 182 đổ về thôi. À Phương là cái. Rồi size M nè mấy chế 85 đổ về nha. SM 35k mã dây xanh. Ok chị 50. Phương lòng gạch. Cô hiệu Armin thì là cổ yếm sẽ ép. Cổ yếm sẽ ép được 83 đổ về nữa chứ. 60k mã cạp chữ. Size M là hở lưng là 50k mã hở lưng. Cái chế vô nghe em ru ngủ một xíu, cái chế ngủ thức dậy vô trả tiền. Size S mút liền nè, 50k mã liền đen. Cái này size M hiệu Anta luôn. Ngực 86 đổ về nha, 50k mã hiệu đen. Cái chế nào muốn ngủ vô tiền em. Màu xanh này quá đẹp, ai thích lỡ và cạp ngang rốn thì mặt sau này đẹp lắm. Size L eo 7378, mông to cho cái chế tập gym rồi. Mới lắm nha, cái chế 100k mã xanh. Size S. Size S 50 mã liền đen nha. Mã liền đen 50 là an lạc. Adidas nữa nè. Adidas này size S luôn, 83 đổ về. Nhưng mà này nó chỗ cái phần này nè, nó hơi bị dạng tí xíu phần này nha. Mình mặc vô thì cũng không thấy đâu. Nhưng mà em báo vậy chứ. An lạc nha mà. An lạc 50, 83 đổ về nha mấy chế. Nó bị tí xíu vậy nha. Em sale cho mấy chế 70. 70 mã logo. Size S eo 65 đổ về. Eo 65 đổ về. Cho mấy chế 90k mã họa tiết. Logo cho Nguyễn Liên nè, Liên Nguyễn. Ủa sao nãy Pikachu và Nguyễn Liên nè em? Sao? Mỗi bên, mỗi bên nó hiện một tên đó. Adidas size M lớn L nhỏ nè. Gì mà 70
M lớn L nhỏ như này là chất cô tông 100% nha. Chất cô tông nên là em xem cho mấy chế 80k thôi. 80k Adidas là mã hiệu, hiệu hoài. Nghe đem về mặt à, đẹp cho mấy chế size M luôn. Ngược 88 đổ về của Reebok. Nó để L nhưng mà tầm M lớn L nhỏ ngược, ngược 90 đổ về đi. 88 là mặt đẹp. 125 mới như là gì luôn nha, mấy chế mã lưới đen. Ở bên đây đã hiện là Nguyễn Liên, còn bên kia hiện Bukachi. Size S là mấy chế 45k mã cài sau. Còn tem đây, còn tem này size 6 là size M đó. Eo 70-75 rồi sau có khóa, còn tem mới nha. Eo 70-75 quần này nó tới bắp chân nha, mấy tình yêu nó có phối dưới nè. 130 mã mới. Lưới đen 125 cho Trang Bùi. 125 Trang Bùi. Qua giờ Trang Bùi mới dính được cái size S. Hiệu City Line cổ yếm là 45k mã yếm đen. Con này mờ nhỏ thôi, 185 đổ về nha, 90k. Mã liền hiệu, hiệu của Uni Willow. Size S, nói ra là nó bắt cẩn. Sao chính tả size S nha, mấy chén từ 82 đổ về cổ yếm nè. Kiểu là sao lưng nó được tinh 60k, mã yếm sáng. Size L, size L. Ngược này là 8993 LXL 8993 60k mã tím. À, cô giáo đi về quê đám cưới rồi. Cô giáo đi đám cưới nha. Cô Uni Willo size M, eo 67 cho đến 73, quần lỡ nha. Quần lỡ nè mấy chế. Cô Uni Willo nha, 120 mã hiệu xám, cái này chất dày lắm. Rồi cái này hiệu iBody size XL luôn. Size XL 80k. Em này 80-85 mã XL. Size S nè, 60k luôn cho mấy chế mã sọc. Cho 70 đổ về. Cái này nó để M mà tầm S nha. Em 69 đổ về. Tầm 63-69. Có cái phối nè. Cô giáo mới nói lửa ha. Cô giáo giống làm chung mội nha. 100k mở phối xám. Size M nhỏ nè, eo 69-73, eo 69-73 70k mã 70. Nói nhanh quá cũng bị nói, mà nói ít cũng bị nói. Size S, size S eo 64 cho đến 69 hiệu Kalenji, 90k mã hiệu qua luôn đó. Size S cái hiệu này là mấy chế E 62 đổ về 70k mã XS. X con và S. Còn còn size M, size M E 6773 chất miệng cạp cao 100k mã đen cao. Size L E 7478 dài miên man như mấy chế màu xanh xanh là 90k mà ngoài hơi đậm hơn này xíu nha, mã 90. Size S E 69 độ về 100k mã sọc đen, với con này chất dày lắm, chế mặt lăn lê bò lết hết cỡ. Rồi size LXL eo 78 đến 84 leo quần em dơ lên mỏi cắm. Có giọng gót phía dưới nha mấy chế, 130 mã họa tiết nè, em like bằng cái máy khác nó nhịn màu hơi chá. Trời ơi tức ghê chưa, size S bé nó để này là XS luôn rồi. Ngực này 75 đổ về nè, 70k thôi mã bé nhỏ quá buồn. 5 phút rồi size S ngực 79 đổ về mấy chế, còn tem mới nha. Đó, 65k mã loan. Ui, chế nào xem mờ hố em này đi chất miệng như luôn luôn vậy. Mấy chế mờ nhỏ được 85 đổ về, phát lưng phía sau 45k mã 45. Quần
xanh đó size L đâu có vừa. Quần xanh nào, quần xanh 90 đó size L. Chế đâu vừa đâu. Size L. Size L sao? Bị lỗi à. Cái này này nó bị. Nó bị nó mới chết. Đó, 35k đi. Size L nha, nó bị dù cộng chỉ thôi, nó mới lắm. 35k mã mã dài. Giờ hàng khó lấy đó mà nó có hàng nó không có được đẹp. Size L 50k mã sọc. Rồi con này còn tem mới nữa để mờ mà tầm S ngực 82 đổ về. 65k mã mới. Con này S lớn. Ngực 84 đổ về đang lưng rất là đẹp, rất là xinh như cái chế 60k. Mã dây. Size S là 40k mã yếm. Chấm chấm bài cho mấy tình yêu. Size L con này cũng lỗi cái chun phía dưới nè. Nó bị hơi bị mặt căng ra thì không có thấy mà để gì thì thấy hơi hơi nha. Size L được này 87 93 nó bị lỗi cái chun nha. 35k mã xanh. Mã dây 60 cho nghe Nguyễn. Này mới luôn nữa nè, size M mà form S thôi. Được 82 đổ về sexy ghê chứ. 70k mã Nga Nguyễn gì mà. Mã tem. Nga Nguyễn 60, cậu này 35 cho chế Diễm Nguyễn. Size M nhỏ được 85 đổ về mút liền là 65k mã liền tím. Size M nha chứ, 45k. Cái gì này là hiệu này luôn nha. 45k mã dây chỉnh. Size M. Lớp tớp size S. 50k mã cửa. Con này size S được 80 đổ về 35k mã sáng. Size S 45k mã chữ V. Con này M nhỏ. Nó hơi dơ dơ phía sau một xíu, xem cái chế 50 luôn nha. Ngực 86 đổ về. Mã xanh dài. À, để em đó, em níu em đấy. Giữ lâu quá nó lạc đơn em tranh thủ giùm chị. 3D này mới chế rất là xinh nha. Em 67 đổ về nha. Em 67 đổ về là 100k mã 3D. 3D không biết chị ấy có nhận hàng chưa ta. Con này ghen luôn. Size S em 66 đổ về. 80k mã ghen mới lắm. Ghen mới chế lấy thì mới lắm luôn. Mày gặp size S không. Con này 70 nha. Mã ghen 2. Nó hơi mỏng hơn kia một chút. Ngày qua đi đá size L. Size L lỡ eo 74 đến 70 7477 nha, quần lỡ là 110 mã lỡ. À, ủa hôm qua chị chốt đơn chị Nguyễn Thị Hạnh. Nên mua thêm đi chị rồi chốt. Con này ghen bụng nè, size S nè, mấy chế cạp cao lắm, ôm bụng nha 50k. Mã 50. Adidas nè. Nó để M mà tầm S người 83 đổ về. 100k mã sọc. Ai mua đồ cho bé không vậy mấy chứ. Con này hiệu Domios size S, eo 70 đổ về, chất miệng. Dưới này nó có kiểu kiểu rút rút. 100k mã kiểu. Chắc đã lắm mấy chứ. Bên đây có lại gì. Mấy chế có lấy đùi 100k ba không. À, cái con CK này size S nó có thể mặc được hai mặt luôn á. Nhưng mặt mà mặt bên trắng này nó dính một cái vết nhỏ nhỏ đây nè. Mặt bên đen thì không có sao. Size S nha. Được 82 đổ về. Rồi để cho mấy chế 70k nha. Của CK. Mã hai mặt. Rồi mút liền size M nè. Trời xinh chưa. Size M cúp B mặt đẹp. Hiểu luôn nha mấy chế.
em mới chế 100k mã liền hồng. Size SM E71 đổ về là 65k mã loan SM độc. CK size S là sắc màu tím không, hai mặt cho Cao Trần Tố Trinh. 100k mã hiệu hồng nè, mã liền hồng hả? Chi Nguyễn liền hồng 100. Cái này nhiêu ạ? Cái đó 70. Cao Trần Tố Trinh. Đáng nhỏ xíu vậy. Size S mà, nhưng mà chất dệt thì nó dạng size L là 35k. Mã đen nè, em quên này. Của hiệu Đức Diêu. Chất nó như luôn luôn luôn. Size S này. Size S L66 đổ về mặt đẹp nha. Cái gì này, quần này tới bắp chân nha. Chi Nguyễn đi được không? Chi Nguyễn là ngày mới mà. Ủa, có đơn anh bóc cho em nha mấy chế. 130 mã họa tiết. Nó rất là đẹp. Chấm. Ờ, sách ép. Em 67 đô về 40k mã viền. Rồi tăng tốt. Size L. Cái này nếu mà mặc ba lỗ thì cũng gáp nha. Ai thích mặc thành ba lỗ thì size L mặc cũng được. Nó để ép nhưng mà tầm M, SM mặc thì được. Nhưng mấy chế M thì mặc đẹp hơn. Nếu mà tăng tớp thì M mặc đẹp nha. Còn mặc ba lỗ thì L. M đẹp ghê chứ mấy chế. 90k mã xanh lá. Ủa con này nào quá xịn luôn. Bên đã mò. Còn gì bằng. Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau. Size S ngực 80 đổ về thôi nha. Mà quá đẹp luôn, ngực 80 đổ về. Cho mấy chế 120 mở phối. Em lên ít cái đùi quảng cáo lên 100k3. Kiếm tiền cho búa coi. 100k3. Đùi này 35k cái, 3 cái 100. Cái này nó để XL mà tầm size L. E77 đổ về nha. E77 đổ về. Mã cạp cam. Phối là 125. Quay à, cho Thuy Nguyễn. Thuy Nguyễn. Thuy Nguyễn này gì chưa không? Mã cạp cam nha mấy chế. 35k size S nè, mã S. Size S em 65 đổ về thôi. Size LXL mã cạp xanh. Con này size XL một lớp nè, nãy có chế nào hỏi em giấu một lớp này còn xem không ta. Kim Dung 35k luôn nha, size XL rất là đẹp. Nha 80-85. Size M mã cạp hồng. Size M mã gió. Con này size S E65 đổ về nha, mã sáng. Size S lớn E68 đổ về mã sọc xanh. Con này ở ngoài trước là cặp chết, ngoài sau là cặp chun. Hai lớp luôn nha mấy chế. Size LXL luôn. L79-85 mã dây xanh. Size S bé mã xám. Size M mã cạp cam. Size L. Size L mã cạp xám. Size S mã viền cam. Size S mã ngố. Size L mã hồng. Size M L mã xám 2. Xám 2. Chấm chấm bài đi mấy chế. Con này size S mã đen. Size L mã hồng L. Size S mã trắng. Một cặp nào không dính cái nào với mấy chế. Bông hồng thủy tinh ML. Sáng đen ML. Sáng đen. Cái này đúng không chế? Con
này size XL mà. Xám đen. Có cái này thôi, size L nè, ML thôi nè. Con này nha chế. Con này đúng ok nha. Còn kia là XL, con này XL. Cái dây xanh. Dây xanh này đẹp nè em. Ngoài trước nó cặp chết á. Ở trong nó cũng có cái lót nha. Mà sao nó cặp thun nè. Eo tầm 75 đến 80 là được. Chất gió. Cái đó là em không có xem. Con Adidas này cũng là cạc chết luôn. Cái này mặc đi chơi rồi đó. Ủa đi biển chứ. Em này cũng là tầm 76 cho đến 80. Nó để ép. Số kỳ vậy. Mấy chế nghe được không? Cái này dính bụi xíu thôi, 50k nha mấy chế. Hiệu Adidas nè, 50k mã kiểu size ML á. Em đang từ chưa giận tiếng máy không ai nói nhỏ. Vô máy của chị rồi. Em không thể nào làm đẹp hết các máy của mọi người. Thật thình lúc. Em la như là cái gì vậy? Size S nè, 65k mã S. Con này có giảm gót size SM, size M luôn nha. Eo này là 67 cho đến 73, size M gạt cao cái hiện này. Rõ hả? Ok, cảm ơn. Có giảm gót như mấy chế 100k mã giảm gót. Sao cứ bơm em hoài. Size ML áo tay dài có xỏ ngón nè, 70k. Mã rằng tay dài và xỏ ngón. Size S lớn. Này nó để L, size M nhỏ đi. Size M nhỏ như mấy chế. Em 69 đến 74, cạc cao màu xanh này rất là đẹp, 110. Nó xanh nhạt. Hiệu CP Line size ML. Eo 74 78. Này nó phối nè. Phối lưới nha, đó. Ở dưới nữa nè, rất là xinh, 110, eo 74 78 hiệu CP Line. Thế nào vừa lấy con này đi đẹp lắm. Mã hiệu xanh nhạt Nguyễn Lan Vi, 110. Hiệu Nike size M. Eo này 70-75, con dạng tốt. Cạc ngang rốn, có cái dây rút bên trong. Nó phối nè. Phối lưới chạy dọc. Cái ống nó xéo xéo luôn nha. Cảm ơn em nè. 170 nè, có túi dễ thương. 170 mã túi luôn. Rồi con này là size S nè. Con này độ mới không mới nhiều, 35k. Mã rêu. Mới mức khá thôi. Size M 35k mã tím. Này đẹp nè mấy chế. Size SM. Size S thôi. Size S thôi, 182 đổ về. Là nó cài cái mắt ngoài. 182 đổ về nha, 80k mã cam càng mới lắm luôn với bà ơi. Túi cho ngát Nguyễn nè, 170, quá đẹp. Size S nè, 180 đổ về, 50k mã viền hồng. Size M, ME 70-75, 80k mã sọc. Đang có con hiệu của Uni nè, size L nè. Size L mấy chế mút đi 80k. Ai thích mút liền nè, Phan Anh Vũ còn em. Mút liền của Uli nè. Mặt con này rất là sướng nha. Ngực 8993. Gác Nguyễn còn đã liền xám hết rồi. Liền xám 80, dán lớp tớp. Size S 50 mã crop. Size S ngực 82 đổ về. 70 mã tím. Một con hiệu tôm mì size L. 60k. Ngực này là 89 đến 95 được luôn, coi nhãn tốt. Con mì luôn mới chém 60k mã xanh đen. Hai vừa thì hốt. Size S lớn M nhỏ ngực 84 đổ về, mút liền 60k. Mã loan.
size M 40k mã cài tím, tím 70 cho cao trần số trên. Cái này size M nhưng mà này M nhỏ thôi, M nhỏ được 85 đổ về. Cái viền này nó hơi nhạt màu hơn trong cái áo một chí xíu. Em xem mấy chế 40k hiệu của Uniqlo 40 mã liền cam, màu em màu đỏ hiệu CP Line size M, size M hiệu CP Line 50k mã đỏ. Adidas size L mút liền, cái nào thích mút liền thì hớ em này mới tin. Cúp này cúp B nha, cúp B B cộng, BC là mặt đẹp, cúp BC mặt đẹp size L 130 mã hồng, size M 65k mã xanh. Cái gì em lan nhanh được không em? Không biết chết. Cái này size F em 60 đổ về mua cho bé mà cũng được, của anh Đạt Mo này mới chế 70k, 70k mã bé bông hồng thủy tinh 50. Lên mã đỏ là được rồi chết, lên nhiều quá nhiều khi thì năm mình sao ta. M nhỏ luôn nha, 50k mã yếm, được 86 đổ về. Size F 65k mã xanh kiểu. Con này size S ngực dưới 80, 79 đổ về nè. 60k mã loan. Mã cho chế kia cho con. À cũng S mới hả? Cũng chưa thấy. Rồi một con hiệu CP Line size L. Ngực này là 89 cho đến 88, 93 hiệu CP Line cài sau. 60k mã hiệu đen. Size SM. Này nó để L chứ. Size M hơi được 87 đổ về mặt đẹp nha. Coi giảm tốt 88 đổ về đi 84-88. 84-88 cho mấy chế 65k mã kiểu. Không có đá trắng size M. Size S 50k mã hồng. Một em hiệu NB size S nè. 45k mã xanh dạng. Size M ngực 88 đổ về, ngực 85 đến 88. Size M 70k mã tím. Size S mút liền ngực 81 đổ về nha. 60k mã liền tím. Xanh nhạt, xanh nhạt 45 cho Thuy Nguyễn đó. Size S mút liền 35k mã sọc hồng. Này SM 85 đổ về, màu hồng này đẹp đẹp, 45k mã hồng da. Một con hiệu Feel Good thì là size M nhỏ, ngực 85 đổ về 50k mã đen cài. Quần không biết chế. Con này là size S, eo 67 đổ về, chất nó mỏng hơn cho quần tập một tí xíu thôi nha. 50k luôn, 50k nha, mã hồng. Nó mỏng vừa chứ nó cũng mỏng nhiều nha. 55kg ca bao nhiêu. Ngày nào cũng vậy á. Size M. Size M nè. Chất dệt, con này mặc đẹp lắm mấy chứ. Hiệu của Domios luôn nha, 90k mã hiệu sáng. Đã đặt số đo là mấy chế ta nói là nó chuẩn nhất luôn. Size M lớn được 88 đổ về. Cái hiệu này luôn cổ yếm lưới lưới, cái màu nó ngà ngà nha. 1m65 mặt size L, mặt size L. Đẹp nha mấy chế ơi, hoặc là M lớn. M nhờ M chuẩn cũng không vừa nha. Rồi cho mấy chế con này là 80k. Size M lớn là được 88 đổ về. 80k mã yếm. Con này size S 40k mã hở lưng. Gái cho chị cái bờ ra, chị lấy thêm là cái gì? Không có một quần. Hồi nãy giờ em like đó, cái nào vừa thì lấy, em đâu biết chị cái nào là vừa. Con này XL
size LM này là 79 đến 85. Cao cao chất miệng nha mấy chế. Cái con này mặc sướng luôn á, 110. Mã xám. Hình như bên đây không dính. Đây size S ML 70 đổ về nè. 80k mã phối cam. Thì cứ xem giùm em đi chị. Em lên like xem kẻ đều đều. Rồi con này size S luôn, em 66 đổ về, cạp cao chất rất là đẹp nha mấy chế. Lưới như đây nè. Mới lắm nha. 130 mã lưới xanh. Em tắt bên đây coi. Rút ra. Để em xíu em chia sẻ. Mặt ra đi qua hình. Biết không? Con ấy nè. Hello, hello mấy chế. Đợi em 30 giây. Chấm chấm bài giùm em. Người yêu. Cảm ơn cả nhà, em tiếp nha cả nhà ơi. À có chế nào mặc dung không? Cái dung này size M. Dung hàng mới Việt Nam nha. Hàng Việt Nam size M. Mà do cái này em để lâu quá nó mất cái tác. Em để mấy chế 130 nha. Size M cho cái chế nào 50. Dưới 1m6 thì 54kg đổ về. Còn dưới đó thì trùng ký lại giùm em. 130 mã dung. Rồi size XL hiệu RBX. Này XL lớn nghe 83-88 luôn. 50k mã 88. Đẹp mà ở dưới nè. Ở dưới giống như người ta đạp lên gót lên nó nó bị mòn mòn ở phần gót nha. Cho mấy chế con này size L 50k. Này mấy chế cắt lên hoặc mấy chế để nhịn mặt cũng được, nó phần gót nó hơi bị mòn mòn. Eo này là 75 cho đến 80 size L nha. Dưới gót nè. 50k mã hoa size L. Size M nè. Size M eo 71 75. 100k mã loan. Size S mà đi chứ. Xinh lắm luôn. 45k mã sọc hồng. Size S được 80 đổ về. Cái này còn mới nguyên tem nè. 50k. Ủa quên, 70k mã mới. Không quên. Còn tem nha mấy chế. Được 80 đổ về. 70 mã mới. Con này size M nữa nè, 65k mã sọc xanh, mấy con này là mới luôn. Rồi đây hiệu VFU nè, chế nào M, M lớn cũng được luôn, được 88 đổ về nè. Size M là M lớn nè. Này 85-88 mặt đẹp của VFU như mấy chế 80k nè. Mã hiệu hồng. Đó, ngoài nó đậm hơn cái này một chút xíu nè. 80k mã hiệu hồng. Rớt tớp size SM 84 đổ về. 70k mã hồng mới. Size S 50k mã khóa. M lớn được 89 đổ về. AL mặc ok nha. AL nhỏ là bon chen nha mấy chế. Của HM nha. 90k mã họa tiết. Mã mới. Mã mới cho Ngọc Ánh. 70 ngược 80 đổ về nha. Chế size S nha. Xe ép được 80 đổ về nha tình yêu ơi. Là tầm 45kg đổ về thôi á. Ngọc Ánh đi chưa? Ngọc Ánh này khác mà. 70. Hiệu hồng 80 cho Tuyết Sương Trần. Tuyết Sương Trần kêu Ngọc Ánh này nha. 70. Xe M 50k. Xe M nè 50k mã crop. Mã
phải là lấy cái đó đâu hả? Chế Ngọc Ánh ơi, chế lấy cái nào ạ? Hồng mới thì em hết nha, còn cái mã mới màu đen á là ngực 80 đổ về thôi, chế có vừa không? Xe nè, 80, ngực 82 đổ về nha, 50k. Mã xanh kiểu CM cái áo nè, có mút sẵn nha mấy chế, ngực 88 đổ về luôn, 80k mã áo. Chế Ngọc Ánh có vừa cái con size S đó không? Size M nè, size M, size M này ngực 88 đổ về, nghĩa là M lớn nè. Đó. Rồi cho mấy chế con này 90k, mã quấn, nó quấn quanh bụng. Hồi nãy nhớ chụp hình, đây 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 đây. Chị á, 65. Rồi con này size S. Đang quẩy của CP Line, ừ, CP Line màu yếm màu tím nè. 55k mã yếm tím. Con này hai lớp size S nè mấy chế. Size S nha, 50k mã beo. À, mờ mới size S hồng. Mã hồng mới em hết rồi. Hồng mới để size M. Đâu còn mã mới nào nữa đâu chế. Lên đúng mãi thì em mới biết được lấy nha mấy tình yêu. Size S ngực 81 đổ về nè. Size S ngực 81 đổ về hiệu này nè. Khóa phía trước rất là mới nha, lưới lưng luôn nè. 50k mã khóa. Size S 55. Là con gì trời? Là cái này nó chế lên mãi giùm em đi. Thôi chị đứng hình rồi đó. Chị Ngọc Ánh không lấy này không? Không biết nữa, hỏi không có trả lời. Chị Ngọc Ánh ơi, có lấy cái chị lên mã giùm em. Ví dụ em đưa cái này là em đọc mã khóa. Cứ 50, 55 em đâu biết là con nào đâu. Mà em like một sơ qua là tầm hả 5-6 cái thì nó mới hiện cái mã của mấy chị lên. Mà mấy chị lên cái số tiền là em chịu. Lên cái mã giùm em nha. Con này size S nè, ngực 82 đổ về mút liền, 70k mã rằn. Rồi cuối cùng cái con mã mới còn tem 70k màu đen á, dây dây phía sau đó, em báo là ngực 80 đổ về á. Chị có vừa hay là không? Em hỏi chị không thấy chị trả lời. 55k ai cho Ngọc Ánh. Rồi cái mà chị nói 60k, 55 là cái này đúng không? 55 là hiệu CP Line mã yếm tím. Yếm tím. Rồi cái kia chị có vừa không chị ơi? Nè rằng cho cao. Cao Trần Tố Trinh. Nhiều 70. Cái này size S lớn. Ngực 84 đổ về màu hồng nhạt. Ủa màu tím tím nhạt nhạt. 60k mã tím nhạt. Size XL ngực 90 96. Mút liền. 50 mã liền sáng. Ren này size S 30k mã ren. Rồi tiếp con này size ML. Size ML eo 74 đến 78. Màu 30 mã hoa, chất trời lắm luôn. Rồi không thấy trả lời. Mốt liền luôn nha. Ngực 85 đổ về, M nhỏ đó. 50k mã liền đen. Một em uni này size XL, hút liền XL. Ngực 90, 96 luôn nha mấy chế. 80k, mã liền sáng. Size M, ngực 87 đổ về. 40k, mã kiểu. Size SM, ngực 85 đổ về, mặt đẹp nha. 45k, mã khối. Hút liền luôn mấy chế. Mút liền size S ngực 82 đổ về. 55k mã chữ A. Size M nhỏ nè. 50k mã Y. Tiếp tục con XL dáng dài nè. 50k mã dài. Size L eo 73 đến 78. 60k mã 78.
sữa hồng. Size F. Em này 65 đổ về mặt đẹp. 70k mã ghi. Size L cổ yếm nè. Size L cổ yếm dây dây nè. Cái phần này mình tăng đưa lên xuống được nha mấy chị. Hello chị Hạnh. Tăng đưa lên xuống nè, cổ yếm nè mấy chị. Size L nha, 60k mã yếm. Được 100 hả? 100 không không vừa. Ngực đó 97 đổ về thôi. Size XL bình thường. Con XL lớn á. Nãy em có mã giá rất tốt. Cái này à 38 70. 100 mặc hơi ôm nha chị, nhưng mà này nó co giãn tốt, 100 bông chen cũng được mà hơi ôm chút xíu thôi. Tại vì nó co giãn nhiều á. Cái cô tông co giãn mạnh. Size XL 100 mặc hơi ôm cũng được, nói chung 98 là đẹp. Đây con này XL. Con này thì tầm 96 đổ về thôi, 50k mã sọc. Con kia nó co giãn được á chị, 100 cũng được á. Mờ nhỏ mút liền. Hiện nay ngực 86 đổ về. Cái này là nó hơi bị, nó hơi bị dĩnh dĩnh lên vậy. Mình ép lại cũng được nha mấy chế. 35k thôi. 35k mã liền đen. Em lai theo sen kẻ nha. Hết áo tới quần chứ. Size S nè, 35k mã tương tác. Chứ không có lai theo mấy. Con này size ML E7377 E7376 đi ML nha. 65k mã lưới đen. Adidas size S, S bé. Con này XS. Trời ơi, 2XS. Em này 55 đổ về mua cho bé đi mấy chứ. 70k 2XS 70k. Mã 2X. Mã 2XS. Rồi con này size S ngực 80 đổ về nha. 50k mã sọc hồng. Con này size S ngực 83 đổ về, 84 đổ về, mờ nhỏ bông chen dáng rất tốt. 60k mã crop. Xanh này đẹp quá mấy chị, em lấy size M này mặc dáng rất tốt. 65k. Mà nó xanh 65. SM ngực 85 đổ về 65k. Mã số 2. Size S, size S L66 đổ về mặt đẹp. Quần này tới bắp chân nha, L66 đổ về mặt đẹp. 100k mã loan. Đây, gạt cao này size M. L67 cho đến 72. L67-72 120. Mã xanh cao. Xanh cao. Con này SM. SM E71 đổ về nha mấy chế. 120 mã 3 màu. Hello chú Nguyễn Hồng. Nãy em có con tay dài nè, chứ nó lấy không 70k nè, sang ML nè. Nói chung ML XL vẫn được, nó một lớp thôi. Nó chất dẹt, nó có gì nè. Có sổ ngón nha, mã rằng là 70k. Mặc lên nó lên dáng, nó có mấy cái đường sẻ sẻ. Size S hiệu CP Line, 50k mã hồng giang. Con này nó để L mà tầm M thôi, ngực 87 đổ về nha. 45k mã lưới cam. Size F kiểu là 70k mã kiểu. Size S M ngực 85 đổ về. 50k mã bi. Rồi họa tiết này size L XL. L77-83. Khối lưới là xinh lắm luôn nha, 110 mã sọc. Sọc ơi. Sọc ồ. Mấy chế xem gì thêm để em biết. Chế nào có một cái gì đó. Cho nó đủ đơn để lỡ cỡ mút liền là SM nha. Mút liền SM. 84 đổ về, cúp B là mặt đẹp nè.
45k. Mã liền đen size LXL ngực 90-95, mút liền luôn 50k. Mã liền sáng chấm rồi. Rồi con này size S nè, ngực 80 đổ về nè, màu này màu môn môn, 70k. Mã hồng mới lên quần rồi đó chế. Size M 50k, mã cài. Con này áp màu nhẹ xíu đây nè, tí xíu thôi nha, 40k. Size M, mã 40, thì tí xíu là sao. Rồi con này SM 50k, mã cài sau. Size S dáng crop top 70k, mã crop. Nào một con S chất miệng là đẹp nhất nắp luôn. S lớn eo 69 đổ về. Chất miệng là màu này màu tây ghê không, 120. 120 mã mới tinh nha mấy chế. Chất đẹp hàng xịn nha mấy chế. Em sao con dùm hàng Việt Nam này em bán 130, con này bán 120, cái chất nó khác nhau. Cho Nguyễn An Quy 120. SM nè, con này là SM nha, eo này là 67 cho đến 73, ở trên này là ôm bụng luôn, màu xanh đen, ở dưới này là đục lỗ nè, đó đục lỗ rất là đẹp nha mấy chế. Này cắt laser luôn 120 nha, mã lỗ size SM eo 67-73, ho giãn tốt, mã lỗ. Mới em hết con này S luôn, SE 65 đổ về quần lỡ là 80k, mã xanh. Con này cô tông 100%, size S E 69 đổ về, eo này là 60-69, hiện của Under Armour, nhưng mà nó là cô tông 100% nha, nên cái form nó hơi rủ nha mấy chế. Ai thích cô tông nốt con này 130 thôi, 130 nè, mã hiệu hồng, do nó là cái cô tông nên là kén người nên em bán giá sale. Đây một con size S là eo 66 đổ về 100k, mã nâng mông. Size L ML nha, cạc cao này nó đánh L mà M lớn mông chen, eo 75 đổ về 80k, mã đen. Ủa cái này lên rồi lên ít cái này nữa rồi qua áo lại nha. Rồi size này SM eo 65 cho đến 72, có giỏng gót nè, 120, mã tím mới tinh tình nha. Size S nè 90k, mã xanh. S là eo 66 đổ về, S chuẩn. ML eo 72 đến 77, 90k, mã ghi. Ngày nào em cũng vơ mấy cái quần nhất mỗi tay. Size 2X eo 84-88, khối lưới dưới chân là 90, mã khối lưới. Con quần kiểu là size ML eo 75 đổ về, có túi nha. Cái này dưới mình quấn lại cũng được, hoặc là mình xả ra mình mặc thành jogger hoặc quần ống ve cũng được nha mấy chế. Kiểu là lạ nè mấy chế, 70k. 70k mã kiểu size ML eo 75 đổ về. Con này size M lớn luôn, eo 72 cho đến 77 nè. Hiệu này luôn nè, chất đẹp giả men. 100k. Mã họa tiết. Một em hiệu Cham. Cham này nó đánh M mà tầm L eo 76 đến 80. Eo 76 80 hiệu Cham. 100k mã hiệu đen. Hiệu đen. Em để lộn chỗ. Em có con này đẹp nè mấy chế. Ai thích quần lỡ. Quần tới bắp chân nha, eo 66 độ về mới, 90% luôn. Rất là đẹp và rất là mới, 120 mã rêu. Mới từ trong ra ngoài.
sẽ ép đó. Con này ép lớn tầm M là được. Eo này M lớn luôn. Eo 73 đến 77 luôn nha. Rêu cho cao Trần Tố Trinh. Eo cái này hiện nay nè, eo 73 77 sẽ ép nhưng mà phân này nó to nha mấy chị. Là nó bằng M lớn L nhỏ luôn á. Cao Trần Tố Trinh nha. 120 nè, nhưng mà cái móc này căng ra nó hơi răng bằng cộng chỉ nha. Đó, hiện nay luôn tầm size L là được á. Eo 73 77 nha. Cho mấy chế con này 110. Nó 3D đẹp kiếp luôn. Hiện nay chị mình nhắc người ta inbox nè. Có đơn inbox cho em nha, shop em bán hàng si và không đồng chỉ nha mấy chế. Size F nữa nè. Eo này là 68 đổ về cạc rất là cao, mình có cái sọc. Rất là xinh nha mấy chế, sọc màu xanh xanh. 110 mã sọc xanh. Size S bé eo 65 đổ về. Mới tinh tình tình màu ghi này, dưới đây nó không có đường may luôn nha. 80k mã ghi. Size S cạc cao eo 66 đổ về. Bên hông có hai cái túi lỗ lỗ là phối dọc theo. 90k mã phối. Size S eo 65 đổ về, 66 đổ về luôn. Màu đen 100k mã lưng chuyển. Size S luôn mà cái này còn giống như ống loe loe nha mấy chị. 80k. Size S eo 66 đổ về mã phối hồng. Nó cái quần hơi loe loe dưới ống nha. Rồi em qua áo tiếp. Cố gắng lấy đủ 100k ship nha mấy tình yêu. Có đơn inbox cho em. Size S. Dáng rất tốt, 65k. Mã hồng dài. Size S 65k mã xanh. Sọc xanh phối. Sọc xanh phối. Cái đó là mã. Mã phối là cái sọc hồng, còn cái sọc xanh là sọc xanh à, không có phối. Sọc xanh là 110 đúng không? Một sọc xanh là 110 đạt cao nè. Còn cái phối là mã sọc, cái sọc hồng đó là mã phối. Cái này đúng không em ơi? 110 nha, cao Trần Tố Trinh. À ý là cái sọc xanh với cái phối 110, còn cái phối nè. Cái phối thì 80, nó là hơi le le nhẹ ở dưới ống. 80. Rồi mờ nhỏ nha mấy chế, mút liền. Ngực 84 đổ về 50k mã liền đen. Ok ok. Size S nè. Size S cho mấy chế 60k mã xanh đen. Size S luôn nha. 35k mã ghi. Con này size L XL ngực 8994. 45k mã 94. Phối đen là cái con này ha em. 90 đúng không? Mấy con này luôn đúng không? 90. Cái chân cứu trên này. Cái sọc xanh kia hợp với cái áo này nè. Size này là size S nhưng mà cái này nó hơi bị mòn hay nó bị bẩn gì đó, nó dính dính gì đây tí xíu nè. Cái mà cái đen sọc xanh của em nó phù hợp với này luôn á. Nó dính tí xíu nè hiện nay. Đó đưa vô má nằm với ba luôn nè. 60k. 60k mã áo sọc. Này nha. 90 cao Trần Tố Trinh luôn. À, mưa nữa rồi. Size S là 50k mã xanh. Áo sọc là 60 cho cao Trần Tố Trinh. Size XL cho chế nào? Eo 81 cho đến 86. 80k mã hiệu xám, hiệu Kenzi. Chế không thích kiểu cọ này mà đi chơi nè. Lễ tới là mặt rất tốt rồi quấn quanh bụng. Còn lắm nữa hả? Cái gì? Còn lắm nữa đó hả? 90k mà quấn. Cái gì? Cái con đó. Con này có hai con rồi. Ừ, là trời. Con màu hồng là hồng này với một con. Nhiều xám cho chị Mai hồ. 80 với con gì đó. Con màu 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 này màu tây, con kia màu hồng. Con này 2x, 3x ngược này là 101 tới 120. Ngược 101, 120 này cái nào to to mốt đi 50k. Mấy cái to này cái rương. Năng nỉ người trong nhà cũng không. Size XL có chế nào mặc ống loe không? Hiện nay size
biết là eo này 82 cho đến 86, 87 cũng được luôn hiện nay nha. Chế mai hồ hốt không? Những le là 120 hiện nay luôn. Chất dày nặng 120 mã le. Hiệu gáp size SM eo 6773. Quần này cạp ngang rốn nha mấy tình yêu, 80k hiệu gáp luôn. Mã 80. Có gì ướt nước gì đó không? Size L eo 7377 màu xanh đen, có lưới dưới chân 100k mã xanh đen. Con này là S của Arena. Eo này là 65 đổ về thôi nha. Ngoài sau nó là cái kiểu luôn. 140 mã lưng kiểu. Nên thêm gì nữa đây mấy chế, nên là cái quần nữa hốt. Hốt chưa? Con này size XL eo 81-86 60k. 60k mã lỡ. Còn con này tem mới nó để size S, nhưng mà này S lớn M nhỏ nha. Eo 65 cho đến 70. Còn tem mới chất này nó hơi bóng bóng nha, mình mặc không phải bóng nữa. Mà nó chất nó lạnh thì sao đó, không phải bóng nha. Nó rủ á. Còn tem mới luôn. Mới chế con này 80k thôi, mã mới. Eo 64 đến 70. Size S mà. 80 mã mới. Size ML. Eo 75 đổ về. 80k mã dày. Size S eo 67 đổ về. 80k mã sọc xanh. Cái gì này nó hơi xuống màu tí xíu, mút liền, mặc hai áo ngực cũng được. Mấy chế size L 20k thôi. Mã liền trắng. Rồi XL người tặng trên dưới 100 nè. 2X người trên dưới 100. Mà cái này bên trong nó bị rách nhưng mà không ảnh hưởng thẩm mỹ bên ngoài. Xem mấy chế 35k. Mã to. Ôi con này đẹp mấy chế. Size S nè. 70k mã dây tím. Hiệu HM. Size M nhưng mà form lớn, lời nhỏ bon chen nè. Tầm 87-91 cổ yếm luôn. 87-91 cổ yếm là rất đẹp nha mấy chế. Chất dày dặn lắm luôn. 90k mã yếm. Size 8 M lớn. Ngực 85 đến 88 size M lớn. 60k mã đen. Lấy gì thêm thì ới cho em. Hiện nay mút liền M nhỏ ngực 85 đổ về, 86 đổ về nha. Cái vòng cái này nó không bị nứt gì hết, nhưng mà dòng cái ngoài nó hơi màu hơi tối hơn xíu nha. Đó, em đưa cận cảnh cho mấy chế. Mà anh xem mấy chế 50 mã vàng. Size S 50k mã yếm. Yếm. S lớn nè, 83 đổ về, 65k mã lưng kiểu. Đẹp nữa đây mấy chế, màu tay đây. Mua mà sao nó đực dữ thần. 87 đổ về, 75k mã tay. Size S là tương tác 35k mã cài xong. Còn con này dán dài. Cái mút này nó đính sẵn vô áo luôn nha. Cái mút đính sẵn vô áo. Nắp pin. Dán dài mút đính sẵn vô áo luôn, chất dày đẹp lắm. ML đều được. Ngực tầm 91 92 cũng được luôn nha. 40k mã gân. Size M ngực 86 đổ về, M nhỏ 60k mã cam. Còn tem mới này, SM nè. SM còn tem. Mấy chế 45k mở yếm. Còn tem mới luôn nha. Size SM luôn. 50k mở V.
Huyền Hồng, xe S 50K mã liền. Ừ, trái kia vô chút chút không? Hỏi không trả lời được hai cái thì đi ra luôn. Nhỏ anh đấy. Đẹp lắm nha, hiệu Rang Skin nè. Size M, eo 75 đổ về 90K. Mã Loan, hiệu Rang Skin. Nguyên đùi 100k3, mấy tình yêu. Con này size M, eo 69-74. Chất này nó hơi bóng bóng nè, phối lưới nha. 80k, mã phối lưới. Để chế xem gì ới ới em con. Em chờ. Xoay L nữa nè. Cái này eo 75-80. Eo 75-80-50k. Mã hồng. Xoay L. Eo 74-78-60k. Mã 60. Nai hiệu không. Nai hiệu nè. Hiệu mà bị chóc cái móc này rồi. Size XL, E 80-85. 50k, bị chóc cái móc này. 50. Mã XL. Mày to quá. Ôi em hết thấy mấy chế nói gì, còn ai nói gì nữa ta. Còn xem gì nữa không mấy tình yêu ơi. Ai có một cái gì ới em. Một cái đi ra hết rồi. Một cái là đi ra hết rồi. Nè xe S lớn 183 đổ về nè. Nó vậy là bữa nay không có siêu phẩm gì đâu. Chuyện là ok rồi. Hiệu CP Line. Hiệu CP Line. Chế đồng trang chưa có cái nào nè. Hiệu CP Line nè. 60k mã xanh. Em chỉ có mấy cái này thôi, siêu phẩm của em là vậy thôi. Size S nha, hiệu Nai nè. Ngực này dưới 80. Ngực dưới 80 nha. Cho mấy chế con này 70k. Mã 77, ngực 77 đổ về thôi. Rồi con này size S là 70k. 70k mã hồng. Lulu không có chị. Rồi một con dáng rớp tớp size S ngực 82 đổ về. Lulu nãy em có cái L hay gì à? Cái này 70k mở crop nè, siêu phẩm nè mà xe ép thôi nha. Ngực 80 đổ về mút liền. Mút liền ngực 80 đổ về là màu sao? Màu cam dạ quang. 130 mã cam. M nhỏ ngực 85 đổ về 50 mã chuẩn hồng. Size S lớn được 84 đổ về nha, mút liền. 75k mã coban. Cam size S được 80 đổ về nha, khôi không. Khôi không 130. Rồi size S nữa là được 82 đổ về, mặt đẹp dáng rất tốt. 80k mã tay. Nhà chế nào XL hốt con này đi. XL nha, được 91-95. 70k mã khoét lưng, màu cũng quá đẹp luôn. Cô ban 75 cho Dương Thanh. Cổ yếm size M 50k. Mã yếm sáng. Size S cái này mà ghi ghi nha, mấy chế 50k mã ghi. Đây em còn cổ yếm size S này đẹp nhất nhói luôn nè. Rồi 82 đổ về nè, size S. Mà tôi chơi được 70k. Mã yếm dài. Yếm mà dài. Dương Thanh 80 thôi ạ. Ừ. Romeo size S luôn, mút liền 60k. Mã họa tiếp. Size S 84 đổ về, coi dáng tốt nè. 60k mã yếm cam. Cái gì cái lai thế thích yếm lắm. Cái gì cái lai nữa chứ. Không chuẩn yếm cho mấy. Này chất đẹp là size M nha, size M. Eo 67-72, chạc cao. Dày dặn lưng mông. Nó có phối nè.
Eo 6772120 mã xám cao. Đó, tiếp này sẽ ép nha Dương Thanh. À nãy giờ Dương Thanh nó sẽ ép 60. 120 mã xám cao. Gen bụng sẽ ép nè, 50k mã gen. Rồi sẽ ép nhá, rớt tớp 182 đổ về luôn nha. 55 mã sọc. Size M nhỏ 183 đổ về nè. Cái này người giặt mặt thì em nó hơi dính dính một xíu là 90k cho nó chết. 183 đổ về 90 mã 83. Có cái quần cái kiểu này là lạ thì mới chế size M. Nó màu nâu nâu nha. Nó có túi phía sau nữa nè. Chất là chất tập nha. Thì mình mặc đi chơi cũng được. Nó làm kiểu như là có ly 70k. Mã tay nét nai. Có đơn bóc cho em nha. Size M. Eo này 70-74. Eo 70-74. 100k mã sọc xanh. Chia tay sớm bẩn nha mấy chế. Hôm nay đếp cái đồ mà chia tay sớm bẩn nha. Mấy chế là hốt rồi thì hốt. Nè hiện nay nè. Hiện nay xe này xe mờ. Cái này nó có lót chip bên trong nha. Màu 30. Eo 70-75. Màu 30. Mã đỏ. Size L của bé. Người lớn thì 40kg đổ về. Hiện nay luôn 60k mã bé. Size S 40k mã gió. Size L. Size L con này đẹp nha. 60k mã khối.
AML 60K mã cam, size ML 70 đổ về 50 mã sọc, size ML 65 đổ về 55K mã hồng. Con này hiệu nay một lớp, mà chỗ này nè nó bị xích động chỉnh nha, về mình may nhẹ lại là xong. 35K size ML một lớp nha, ML 70 đổ về mã 35, size XL 60K mã gió, size M 60K mã xanh M. Không, bây giờ chị nghĩ cho em, mưa nãy giờ nấu không ai lên tiếng gì hết mà bị mưa lên thử đủ, có ai lấy làm size XL nè. Size XL 35K như này một lớp, mai dính bẩn xíu nha. 35K mã xanh. Giờ này em sắp nghỉ rồi, anh đâu đủ đơn đâu. Con này size M, cái vạt xéo xéo là xinh lắm. L72 đổ về như chế 65K mã dây. Trời ơi, nãy cái chế nào mấy cái áo đôi ốt không qua kiếm gần chết. Nãy chế nào lấy cái áo mút gì mà lấy luôn cái quần này đi. Để mà em kiếm hoài tưởng là không có cái quần này. Rất là đẹp nha, mấy chế 70K size M mã hiệu. Để chế nào lấy cái áo này nè, họa tiết y chang gì không. Con này size L 70 mã cam, size S 70 mã phối, size F. Hồi nãy nãy của ai đấy ta, size S M nè, size S đi, size 68 đổ về nè, 40 mã cam. Nhớ của hình như của chế nào à, của Dương Thanh mã 70 hạnh xét xuống luôn. Của ai Dương Thanh 70 hiện nay là size S nhưng mà phơm M nha. Này eo 71 đổ về 120 mã beo. Ở Dương Thanh có áo đó hả? Áo 75. Con này M nhỏ eo 70 đổ về 60K. Không phải rồi. 60K mã lưới. Là của chế vào gạch đó. Size S 50K mã gió xám. Cái này lên kia lên, lên rồi. Đồng Trang ơi, có một cái ship được không, chế gì em nghĩ nè. Đồng Trang ơi, có một cái có ship được không? Tại vì theo như em biết thì chế chỉ lấy hiệu thôi, tại vì em đâu có like nữa đâu. Con này size S nè, size S luôn luôn nhưng mà này nó nứt răng răng rồi nha. Em này 67 đổ về nè, cạc cao. Không, tại vì bây giờ em xuống like rồi em không có, em không có thể nào là đủ yêu cầu cho chế chốt lên. Xe S 67 đổ về cạc cao, nó bị răng tem rồi nha. Nó mới chế 100K mã xanh. Em la cho mấy chế là có đơn mà lấy thêm cho đủ, chế một cái là đủ rồi đó, nhưng mà có chịu ship hay không. 60 lưới cho Hồng Vân mới hả? Mới nữa. Cô lấy, cố gắng lấy đủ hai cái nha, 100K đổ lên để em ship nha. Này chế Hồng Vân lấy cái này luôn đi, ghép hạnh xét luôn nè. Cắm đen là 50K size SM. Ơ quên, size M nhỏ nó để lờ tầm M 80 86 đổ về nha. Đó, cho thành xét luôn đi, 50K nè. Mã yếm. Nó lưới lưới giống nhau. Rồi con này size S nè. Size S này là 40K mã xanh đen. Mấy cái vùng à, nam mà mặt có cái ngố hả? Em có đồ nam riêng mà thôi, thì em không có bóc ra nữa. Tại vì anh lấy xong anh xả. Không, cái con em
F là cái ngực tầm bao nhiêu chế? F này nó có nhiều F nha. F, F nó có F đít, F đáp nha. Có 120-72 thôi. Rồi cái này 90k. Mã xanh đen. 90k mã xanh đen. Cái đồng ý ship luôn, em để cho, còn mà đợi thì em không đợi. Sample eo 68 cho đến 73, chất đẹp cực kỳ, màu lông chuột như mấy chế. Đó. 110 mã lông chuột nha, 75 ok. Nam hút liền. Ngực 75, cái áo đen mới thôi. Cái nào? Nét ghim đùi là gì vậy? Cái mới của bà nào hỏi 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 xong. Nè, hết trả lời. Ừ, đây, một con mới nè. Ngực 80 đổ về. 75 là mặt đẹp luôn. Đó, còn tem nha, 70k là mã tem. Thích màu đen. Em có màu đen. Đây, ngực 80 đổ về nè. Hồng Vân lấy con 70 đúng không Hồng Vân? Ok, mới luôn. Hồng Vân cái lưới 60, cái kia 70. Trời, màu đen là em tin liền. Màu đen nhỏ nữa. Có một con hiện nay nè. Hiện nay này được không? F thì F bé xíu. Được 75 đổ về nè. Đó, 60k thôi, con này mới tin. 75 đổ về. 75, biết 75. Nhưng mà sợ ngang cái vai nó không vừa chứ. À vừa. Đó, hiện nay đi có 60k. Mốt đi. Đây con này cũng 75 nữa nè. Con chữ to này 70 nha. Con này mã chữ to đi 70k. Để biết mà nó bụi. Con nhỏ không có người. Đen nữa là em cưng. Cưng như trứng, em phấn như hoa, mẹ ôm vào lòng. Này. Cái này là 50 là mã chữ V, nhưng mà cái này chắc hơn 75 quá. 75 bé. Có đơn inbox cho em vô cái bếp đang like đi. Hỏi cho số điện thoại nha, inbox nha. Có lấy con nai này không? Con nai này đẹp nè. Được 7477. Con nai 70k, mã chữ to. Chữ to. XL nó bị một cái đường nhỏ, nó cắt người cắt nhỏ nha. XL mấy chế về như bông hoa hay làm kiểu gì đó, thiết kế rồi vô em để mấy chế 35k cho XL đã dài, nó bị cũng như cắt kiện, nó bị dính. Đây còn cái này 50k nè, 50k size S nè, 80 đổ về nha, dưới 80 đi. Mã viền hồng 50. Dưới 80 nè, 35k mã chữ sáng. Đây ngực dưới 80 dáng rất tốt nè, 50 ở crop. Rồi còn con mới nữa nè. Đó, nó để mờ mà tầm S thôi, ngực 80 đổ về luôn nè. 70k mã dây là sexy nha. Đó, lưng dưới ngoài trước đó. Sao cái lưng nó đẹp. Nhớ ai có đơn inbox cho em nha. Em không có một người thương hơi sát. Mấy dây nè. Mấy dây trên hồng quân. Nhiều. 70.
liền nữa, mút liền chắc là hết. Sao em mình có không được nữa chứ sao không? Em xài bếp rồ hay xài cái gì? Size F nhỏ nữa em, 65k mút liền nè, mới luôn nha, mã tem. Size F bé, F bé nè, xanh đen là 60k, mã xanh đen. Size F bé là tôi cưng. Size F nó còn nhiều mà F bé nó là ít có người. F lớn thì có nhiều mà F bé không có người. Xe bé được dưới 80 nữa là 60k mã loan. Cái nào size S nhỏ được dưới 80 nè. Còn tem mới là 65k mở yếm nè. Còn size S nhỏ nó nhiều. Nhiều hàng kinh khủng. Mai hồ đi đâu rồi đó. Thôi cuối này em gửi luôn nha. Cuối này em gửi. Tại vì ở chị có một ngày nó đã tới rồi. Gửi là thứ bảy nó đi ship. Thôi em xuống cho mấy chế. Con này mờ mà mờ nhỏ. Mút liền xe mờ nè, mờ nhỏ là được 86 nè, chế nào khỏi mờ. Mờ nhỏ được không? 86.
để đời cho Mỹ Mỹ kia mà. Rồi câu tập đúng không? Thì có tập màu đen, còn người kia chuyển khoản hết mà chắc đi rồi, chắc tới luôn rồi ở Đồng Nai. Dù có cặp ở đâu miền Trung miền Bắc gì đó. Rồi cái nào ép bé hốt con này đi. Eo 61 đổ về nè. Hiệu của Under 80k. Cái hồng là chị sẽ ép à. Con này màu nhưng mà nó bị áp màu xíu là say. Ép màu. Màu đẹp ghê, bị dính màu. Nó bị dính ô mà nó chết. Eo 60 6773 60k 50k thôi, nó hơi bị ố hơi nhiều. 50k mà 50. Cái nào lấy thì lấy. Quần hồng này cho bé nha chế. Sao nhỏ đó. Cho thăm loài. Thăm loài hả? Chế ơi, cái đó size em 61 đổ về size XS. Hoặc mua cho bé. Mút liền mờ không có, có mờ nhỏ thôi. Anh loan gì vậy mà? Nè chị Trần Anh, trời ơi hốt đi, size L là hôm chị nè, 130 nè, 80. 130 nè, size L nè. Size L nha. Vân xanh vừa bỏ qua. Size F. Size L 130 đó, mã tây. Tại vì nó cái form này nó nhỏ. Size L là chị ngực 88, 89 đổ về thôi. Ai đó? Do Trần Ân. Con này thì ngực 90 giá rất tốt. Hiệu anh đờ. Màu cam. Ủa đâu phải màu cam. Cái đó em nói cho chị Trần Ân. Em chỉ có con mút liền nó mờ nhỏ thôi. Có người có 86 à. Trời ơi, 1.3 có không? Ừ. Còn em đưa cho chị Trần Ân. Nhà chị mua cho bé con Adidas nè. Cái 60 đổ về nè. Thế nào mua cho bé, mua cho bé đi, đẹp lắm, 80k nè. Mã 80. 80. Rồi ok cho chị Trần Ân 130. Nhắn tin tiền. Cọc giùm em đi chế. Để tới qua lễ là lễ thứ ba tháng thứ hai, thứ hai hoặc thứ ba em mới ship. Nãy chế nào hỏi ngực 100 nó bị dính bẩn xíu nè, 35k bị đu ma hết pin Huy ơi. Chột đơn. Nhớ có đơn inbox cho em chốt cho nó nhanh gọn nha mấy chị. Chỉ mình nghỉ ngơi, nghỉ lễ rồi. Vô chấm một cái cũng được. Chấm nai tím nào. Nai tím mã 83 là nay tiếng nào, cái này kia bạn kia lấy rồi, 130. Bạn Trần Ân lấy rồi, size L nhỏ cái đó. Bụng nổi lên. Rồi dục cái quần lulu qua bên kia rồi không biết. Chế kia con lấy không? Con lấy em không biết được không kiếm. Tại vì em đã quăng lên cái đống đồ thì nó kiếm nó khó vậy đó. Cái nhiều hàng như là sa la. Đây chắc xin gì ta. Tiếng cam su quá dục đâu rồi.
kiếm không ra. Rồi em hết mất liền. Nè có chế nào lấy áo tay dài không nè, size XL nè. Chế nào size XL tay lỡ chứ. 90k nè. Size XL. Mã lỡ 90-95. 90k. Chế ML nè, ML lớn, ML nhỏ là 189 đổ về 35k mà mút liền nè. Chế nào lấy lên mã sọc. Rồi xe S nãy giờ chế nào lấy không 110 nè. Xe S E65 đổ về